Ơi chị Xui. Dạ. Mần gì vậy? Hả? Mần cái gì? Mần gì? Hồi nãy giờ là mần cái gì trong chậu? Hàng ơi, mần gì đủ thứ, mần nhiều lắm anh Xui ơi. Ê. Trời ơi, ta nói ngầu 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 nói. Dạ. Chuyện chơi. Dạ. Tôi nói chị nghe chưa, có cái năm nào tôi vui bằng cái năm nay nghe chị Xui. Dạ. Tới nay con cái ngàn nó kêu lên đây ăn Tết cái tôi vui biết nhiều chị. Chàng ơi tôi cũng vậy anh. Ta nói mỗi năm mình ăn Tết có một mình ơn à. Ta nói năm nay nó kêu tôi lên ăn Tết chung với nó. Chàng ơi anh ơi tôi bỏ hết anh. Ta nói trâu bò heo gà vịt ngỗng chim. Bỏ chim luôn. Dạ mà cũng nuôi chim. Dạ anh ơi. Dạ mà nhí nhảnh. Dạ. À chào con. Dạ. Chào ba. Bỏ cái đó lên trển đi. Để đây nè mình. À bỏ lên trển. Rồi dạ. Ngồi đây. Ba ngồi đây. Thấy Tết nè vợ chồng con chuẩn bị sung túc không? Ờ đó vậy là ba chịu á. Dạ. Ai. Chưa có cái năm nào tao vui bằng cái năm nay. Dạ. Nói đúng ra mày kêu tao lên đây ăn Tết. Cái vui á là được ăn Tết với mấy đứa con. Dạ. Bao nhiêu năm rồi? Gần mười mấy năm trời có khi nào mày về mày ăn Tết đâu. Dạ. Mày về thăm tao không hà? Còn Tết nhất mày bận ở trên này. Năm nay á, nghe mày kêu lên đây ăn Tết tao mừng hết biết luôn. Ba má cũng thông cái cảm. Cái điều mà vui hơn nữa là dạ. Nghe, là năm nay có thằng cháu nội tao nó đi du học về nè. Dạ đúng trời, rồi. Trời nó đi 6-7 năm nay tôi nhớ gần chết. Dạ. Quá nhớ anh ơi, tôi nó không biết cháu ngoại tôi nay vì sao. Một đêm tôi đâu có ngủ anh, tôi chờ tới sáng rồi tôi lên đây tôi gặp vợ chồng nó, gặp được anh rồi gặp cháu ngoại tôi được. Dạ. Thôi nói chung là ba má lên ăn Tết với vợ chồng con là vui rồi. Dạ. Ba biết không? Dạ. Con có mua xúc xích Đức cho ba đó. Hả? Con có mua thuốc xích đứt cho ba. Ủa tự nhiên mua thuốc xích đứt tàn chi? Dạ không có. Xúc xích đứt. Xúc xích đứt cơ ba. Xúc xích đứt hả? Dạ. Mày nói chậm chậm. Dạ. Xúc xích đứt, xích đứt, tưởng thuốc xích đứt. Nó sợ, tôi tưởng nó sợ tôi ngồi xe lên đây rồi mông bị lát. Ba còn có nước ngọt, bia nè, rồi rượu nữa con để sẵn trong tủ lạnh hết á. Ba má mà cứ thèm thì cứ lấy ra ăn nha ba. Thì tôi thấy không? Đó, con dâu tôi lựa là không có sai. Bởi vậy con. Ngoan vậy thôi chứ. Nói gì chứ con rể của tôi á nha, tôi không cần lựa anh. Mà nó cũng hết sức là hiếu thảo. Nói đi. Để uy tín con. Má vợ con nói đúng á. Con biết má thích ăn giò gân. Con có mua 30 ký để trong tủ lạnh á, để má ăn từ từ. Già mà chướng khí. Nghĩ sao già cỡ đó mà ăn giò gân. Còn mày cũng khéo bài mua 1 ký nửa ký cho ba ăn thôi. Mày tập cho ba ăn lần 30 ký. Ba ăn xong riết ba quen thoái á. Xong mơi mốt hết giò gân ba nhào qua ba táp tao rồi. Tao gân nhiều hơn giò à. Không có anh. Có anh thì coi như tôi chặt xương ra tôi xỉa răng đi chứ cái gì. Bà má vui quá à. Mình Dạ thưa ba má. Năm cũ cũng sắp qua, năm mới sắp đến rồi. Thôi bây giờ con xin phép ba má cho vợ chồng con chúc Tết ba má luôn nha. Thôi. Dạ. Tối nay giao thừa xong mà chúc luôn cũng được. Chúc giờ không có linh. Thôi mà ba, con muốn là vợ chồng con là người đầu tiên chúc Tết ba với má. Thôi mà con nó muốn chúc Tết thì nó nói chúc đi mà. Thôi muốn rồi đi. Dạ. Đi em mình. Thích là chịu. Dạ thưa ba. Ừ. Dạ năm cũ bước sang năm mới. Ừ. Vợ chồng con chúc ba được dồi dào sức khỏe. À. Sống lâu trăm tuổi với con cháu. Dạ con mừng tuổi ba. Cảm ơn con. Dạ. Đây ba cũng có chuẩn bị lì xì đây. Dạ. Ba đứa ba cái. Dạ. Thôi để giao thừa rồi lì xì luôn. À. Nhá hàng chơi thôi. Dạ. Nghe nè nghe con rể tôi nói chúc tôi nè. Dạ. Năm mới. Ừ. Con kính chúc má lúc nào cũng trẻ đẹp. Dạ. Má. Gì vậy ba? Gì vậy? Ba bị sao vậy ba? Con nên chúc điều gì thực tế đi con. Con chúc cái đó hơi bị lố. Nghĩ sao bả vậy chúc trẻ đẹp. Không có cái bàn ủi nào mà cà khỏi cái mặt bả được hết á. Bác sĩ vô còn cột ba cái tay lại mà bó hết tay. Không có sửa được. Đừng nghe. Trời. Ba con ba ông hay giỡn lắm. Đánh mà trời ơi tao biết đánh ông mà ông gặp ông ganh tị sắc đẹp của tao thôi. Ngoài cái trẻ đẹp ra đó con chúc má lúc nào cũng khỏe mạnh để sống lâu sống đời với con cháu. Dạ rồi, con mừng tuổi má. Rồi má cảm ơn con. Rồi dạ. Xong chưa? Dạ, xong chưa? Dạ. Rồi ta đi tao lấy.
rần. Dạ, ê, ai bấm, ai bấm chung cửa. Dạ, không, không, không. Điện thoại con, điện thoại con. Dạ, điện thoại ba. Điện thoại, điện thoại nó mừ. Dạ. Vui quá, năm nay bà vui lắm. Alo. Dạ. Nói vậy rồi lên sẵn dịp gặp chị Xuôi. Ủa, dạ. Tối hả? Bao nhiêu năm nay cũng đâu có gặp nhiều. Dạ. Dạ, chào chú. Này có dịp lên đây tôi với chị còn hàn huyên tâm sự. Dạ, rồi thấy anh khỏe tôi cũng mừng ghê nha. À, đó, bình thường thấy xương là khỏe. Xe tới rồi. Xe tới rồi, xe tới rồi. Đi ra đón cháu ngoại. Ba má đâu vậy? Đi ra đón cháu ngoại. Đi ra đón cháu nội. Không cần. Xe tới là đón vợ chồng con ra sân bay. Dạ. Ôi càng hơi. Bây giờ nó mới ra sân bay mà. Ừ thôi. Bà chi mà rần răng răng. Không mấy giờ thôi, vợ tôi với ông kéo nhau đi ra sân bay luôn. Dạ không. Đón mấy... Không cần. Dạ, không có cần. Nó nói không cần là bà không cần. Đừng có trách bà. Dạ. Bà ở nhà quê bà không biết gì đâu. Dạ. Bà ở xã bà rành hơn. Đi ra sân bay hít khói máy bay bệnh chết. Không có được không? Ờ. Dạ bà phải cần thôi. Với khói. À. Dạ giờ là ra sân bay là đón cháu tao về đó ha. Ờ về cháu ngoại mình đó. Dạ không phải, xe tới để đón vợ chồng con ra sân bay để mà đi Mỹ bển ăn Tết với cháu nội ba bển á. Ủa vậy làm sao? Dạ vậy là dạ, đó thì cũng tại thằng cháu nội của ba đó. Nó nói là Tết nó về nó ăn Tết. Rồi tự nhiên nó gọi về nó nói nó không chịu về nữa. Bây giờ vợ chồng con phải qua thăm nó ăn Tết chung với nó. Chứ chẳng lẽ bỏ con cái ở bển một mình nó buồn. Bây mận gì kỳ cục á. Thì bây giờ chờ xong ba bữa Tết rồi bay đi. Có chết ai đâu. Dạ sao kỳ cục vậy? Rồi biểu tôi lên đây ăn Tết với lại con rồi với cháu. Rồi tôi bỏ hết rồi tôi lên đây. Không lẽ lên đây rồi giờ để cho hai ông bà già ở nhà giống như hai con chó già. Có giận cũng không dí mình xấu như vậy chứ. Dạ thôi ba cũng thông cảm thôi, giờ ba má lên đây rồi đâu phải một mình ba ăn Tết một mình đâu. Đâu phải một mình má ăn Tết một mình mà có ba với má ăn Tết chung cũng vui vậy. Vui quá không anh? Vui. Dạ. Vui cỡ nào? Dạ. Tao lên đây tao ăn Tết với bay. Dạ. Có bả cũng vui niềm vui chung giống tao. Bây giờ bay bỏ bay đi là cái cớ gì? Dạ. Thôi ba thông cảm đi, ba giờ bỏ. Chờ Tết đi xong rồi đi. Dạ. Ba. Thôi má ơi má, bây giờ má vô phụ con đi, dọn dẹp đồ vô vali chứ. Đi dạ. Má ơi để trễ xe. Dạ, dạ. Má, đi giờ ha. Dạ, dạ con đi liền bây giờ, má vô phụ con. Chàng ơi. Má. Dạ rồi. Má vô liền nè. Dạ má phụ vợ con má. Dạ. Mày mần cái gì kỳ cục á? Hả? Tao đang ở dưới quê. Bao nhiêu năm nay mày không về à? Tao cũng không lên Sài Gòn tao ăn Tết. Tao đâu có ức lên Sài Gòn để ăn Tết. Hả? Tao muốn lên đây là tao lên đây là tao ăn Tết với con với cháu tao. Chứ không phải tao lên đây để tao ham hố tao lên Sài Gòn. Xe tao không qua đường được mà. Hả? Rồi tao quen ai ở trên cái đất Sài Gòn này? Mày kêu tao lên đây ăn Tết, tao bỏ hết mồ mả ông bà, nguyên một cái nhà thờ với nó tao bỏ luôn. Tao lên đây là vì mày, vì con cái mày, vì gia đình mày. Bây giờ mày bỏ mày đi là cái cớ sự gì? Ba ơi, ba đừng có nóng, ba nghe con giải thích. Tại vì cái vé máy bay bây giờ nó mua khó lắm. Con có bạn làm trong sân bay, người ta vừa bỏ vé là nó báo cho con biết liền. Cho nên con không kịp báo cho ba biết thôi. Như vậy trời gì đâu mà ba phải nóng giận. Đây nè, sẵn Tết này ba lên đâu phải ở, ba ở mình ba có má vợ con nè ha, rồi coi như ba má ở nhà có chừng nhà con vậy thôi. Ba thấy không, nhà con nè cao lớn mà đồ trong nhà đồ đạc mắc tiền không à, nhờ người ngoài con đâu có tin tưởng. Ba giúp con đi mà nha, đừng có nóng. Con nói ba nghe, bây giờ ngoài cái đồ ăn mà ở trong nhà ra đó, nếu mà ba con gửi tiền ba, nếu ba thấy thích cái món gì đó ba cứ mua ăn, nhưng mà ba nhớ con một điều, đừng bao giờ đi ra khỏi nhà. Muốn mua gì ăn thì mua. Dạ. Mà đừng ra khỏi nhà. Dạ. Cái nhà này tao mua được có một thứ. Mua gì ba? Má vợ mày. Cảm ơn. Tao không ăn tao cũng không chết. Mày cất đi để dành
đi ra nước ngoài xài. Thôi cũng được. À, nhưng mà trước khi đi đó, con có cái chuyện quan trọng tính nhờ ba. Đó là canh chừng má vợ giùm con. À, hay là giờ hai vợ chồng bay đi chừng vài ba ngày rồi cái đem cháu ngoại để, về để ăn Tết con chung với lại ông bà nó, chứ đi làm chi lâu dữ con. Trời ơi má ơi, con nói với má rồi, vợ chồng con qua bên Mỹ chứ đâu phải là đi du lịch ở đâu đó đâu. Qua bên đó là một tháng mới về chứ chẳng lẽ ở hai ba ngày ai vậy. Bỏ nó mình buồn tội nghiệp nó. Thôi giờ má ở nhà nha, má canh chừng nhà giùm con. Ừ. Con dặn má cái gì má nhớ hết chưa? Nhớ dặn gì? Trời đất ơi. À, nhớ rồi gì? Ở nhà mừng gì mừng, phải nhớ canh chừng ba bay. À. Má nói nhỏ thôi, má để trong tim nha. À, nhớ để trong tim đừng cho tía con biết. Ờ, nhớ để trong tim không cho tía. Xong chưa? Xong để xong rồi, xong. Để. Má má nhớ nha má. Nhớ để trong tim không. Má coi chừng nhà giùm con nha má. Thưa má con đi. Thưa má con đi. Thưa ba con đi ạ. Ba má. Dạ. Ba ở nhà ăn Tết với má vui nha ba. Cảm ơn. Dạ. Dạ thôi vợ chồng con đi. Bình an vô sự trở về ha. Dạ. Con đi má. Con đi ba trễ rồi ba. Ba đi. Nhanh lên mình. À, nhanh lên xe kìa. Ba ơi ba. Ba ra đóng cửa giùm con đi ba. Kêu đóng cửa hả? Có việc mừng liền à. Ý trời đất ơi. Nhớ rồi, để ở trong tim không cho ổng biết. Đi vô. Ê, đi vô. Ê, coi đó chút đi. Đi vô. Đi theo làm gì? Đóng cửa cũng đi theo. Đóng cửa cũng tò tò đi theo chướng già cả mà. Mẹ. Cái đi văn lận không cần coi miếng phản nữa đâu ha. Qua đi thôi đi ăn Tết đi. Ờ ăn Tết đi buồn quá nè. Về có tới khi nào vừa ngày xuân đến xuân xuân đến. Mỗi lần vui mỗi lần ơi con ơi. Dạ. Vô à, ông là lì xì cho. Con này nó hát tiếng gì vậy? Ông bảo cái gì cơ? Không có cô nào hết ông. Con bảo là ông bảo cái gì cơ? Lời xây. Ông bị lãng tai rồi, ông già rồi, ông lãng tai hết cả rồi. Lời xây. Tự nhiên ông lì xì cho con là thế nào? Vui, năm ơi. Tự nhiên kỳ cục, bố mẹ con dặn là không có được lấy tiền của người lạ. Câu này nghe được nè. Sao bố mẹ con kỹ quá vậy? Bố mẹ con dạy điều tốt con phải nghe chứ. Thôi ông lì xì cho con cháu ông đi. Tự nhiên đi lì xì cho người lạ. Con đi chơi đây. Ê lì xì cho con cháu của ông. Ông cũng chuẩn bị rồi đó chứ con. Con trai, con dâu, cháu nội. Giờ có đứa nào nữa đâu lì xì. Cái gì vậy? Anh Xui. Ở nhà tôi với anh lâu anh làm cái làm tôi hết hồn anh Xui. Hôm nay sao ấy rực rỡ quá. Ấy hút nguyên một vườn hoa tigon à. Anh coi, để chuẩn bị một cái áo đẹp để chúc Tết con cháu. Rồi bây giờ không có con cháu nhà, không lẽ giờ cứ để nó nằm mình ên trong
qua ly thì nó buồn tội nghiệp, thôi kệ, mang ra quất luôn cho rồi. Cháu còn đâu nè, tôi đem tôi lì xì cho hàng xóm mà người ta cũng không thèm lấy. Chàng ơi, anh tưởng anh có cái mấy cái bao lì xì, tôi không có à. Nè, cũng đầy túi mà biết lì xì ai giờ đây. Biết vậy ở mẹ nó dưới quê cho rồi. Trời ơi, tôi cũng vậy anh ơi, lên đây làm chi? Con tôi nó lì xì cho tôi nè. Lì xì con khỉ khô, tôi nằm đêm xong rồi hết giao thừa, tôi nằm tôi suy nghĩ. Ở đây nó mướn coi nhà nè, chứ đâu phải lì xì. Giờ sao anh, mận gì anh? Giờ buồn quá, không biết làm cái gì hết, lì xì cũng không ai lấy. Bây giờ tôi với chị kiếm cái gì chơi với nhau coi. Chàng ơi, già rồi biết chơi cái gì với nhau giờ. Không lẽ kệ nó, có nhiều chơi như chơi gì giờ, không lẽ kiếm, kiếm gì hai người chơi thôi. Không lẽ là chơi chị hai chị ba, không lẽ là chơi búp bé. Không búp bé đâu chơi được, chơi trò đó trò con nít. Bây giờ tôi với chị chơi trò người lớn nè. Chơi đi, chơi thùng. Hả? Búp như thùng. Chơi không? Anh nghĩ sao già tới từng tuổi này hai người ngồi trò hỏa bún thun, vô ta tưởng mình khùng sao? Cũng không được, bây giờ không biết trò gì chơi. Tết mà phải không? Ừ. Bữa nay Tết tôi với chị thi đi. Thi gì nè? Tháo răng giả cắn hụt dưa nè. Chơi không chơi? Anh xui, anh xui. Nói một câu phải khen anh xui. Sao mà anh ngu dữ anh xui? Anh nghĩ sao có cái hàm răng giả tháo ra cắn hột dưa rồi bấy cha nó cái nú răng rồi lấy ra nú đâu mà rắn răng vô. Chà chà, không ngờ trò chơi nhỏ nhỏ mà gây hậu quả nghiêm trọng quá. À chà chà chà, không được không được, bây giờ phải chơi gì chứ không chơi buồn lắm. Không lẽ tôi với chị cứ đi ra đi vô nhìn nhau? Tôi cũng bắt bây chán. Giờ tôi cảm thấy cái câu nói, cái lúc mà chị nói với hai đứa nhỏ nó đúng á. Hai đứa ngồi ở nhà như hai con chó già thiệt. Bây giờ hết biết xấu luôn. Chơi gì? Uống rượu với tôi đi. Thôi bậy bạ. Uống với tôi miếng rượu đi. Thôi đi. Anh nghĩ thì sao? Anh nghĩ thì sao đi uống rượu? Bây giờ nè, tôi không biết uống rượu, nhưng mà bây giờ tôi muốn chị uống cho tôi một ly. Xin lỗi anh nghe, hồi xưa đó nghe, cái hồi mà tôi mà còn con gái mà qua mới nở, tôi xài cái tủ lượng rượu của tôi 4 lít lại tôi xa chưa sai. Nhưng mà bây giờ anh rủ tôi uống rượu, mà uống rượu không bao giờ uống. Không, chị uống với tôi một ly đi. Tôi nói thiệt với chị, cuộc đời tôi không biết uống rượu. Nhưng ngày hôm nay tôi buồn anh quá ơi. Tôi mượn tủ để giải sầu. Bây giờ anh chị ơi. Không, chị nên uống với tôi một ly. Chị ơi, đừng có phụ lòng tôi. Chị xui hôm nay mùng 1 Tết, tôi muốn mời chị uống với tôi một ly. Thôi. Là để làm gì? Từ xưa tới giờ, từ lúc đám cưới tới giờ, chưa bao giờ ai chị uống với tôi ly nào. Anh xui ơi. Thôi nha, anh đừng có rủ tôi uống rượu nha, rồi anh phục rượu tôi, rồi anh mần cái gì á nha. Ấy cũng đừng có nghĩ là mình phục rượu ấy rồi mình làm cái gì được á nha. Mệt quá, không có đâu bà ơi, suy nghĩ viễn vông. Uống đi, uống cho tôi một ly đây, tôi nói thiệt. Thôi mà sao mà kỳ cục quá. Uống cho tôi một ly đi chị xui, trong cuộc đời này tôi nói thiệt với chị xui nè. Uống gì? Uống rồi á? Sao? Đi trước ngon ta. Tôi đã nói rồi nha. Thôi đi anh ơi. Một ly nữa đây chị xui. Tôi thấy chị quất ngọt lắm. Quá đáng rồi nha. Không, một uống ly nữa. Uống mà tăng xong lên một cái rồi làm sao? Không có. Ai tăng mà đưa xong mình đi bệnh viện hả? Tôi với chị. Con có cháu nhà đâu mà đưa mình đi. Quá đáng rồi. Hết luôn. Rượu là phải ba chung rượu. Uống cho tôi một chung nữa. Đừng có nói, anh đừng có lì như vậy anh xui à. Bây giờ chị cứ uống đi. Chưa bao tôi giờ tôi với chị mà... không có máu thì làm sao có cái gì để lên tăng xong. Bạn rượu nào chị mà lì phải uống như với anh, tôi người ta một không uống cái nữa là cuộc đời chưa kịp cũng luôn. Cũng à, cảm ơn chị xui chứ vậy là tôi đủ vui rồi. Thôi không uống nữa đâu. À, cảm ơn chị rất nhiều. Uống có 3 ly thôi mà tôi đã hừng hừng rồi. Anh nghĩ sao hả? Anh nghĩ sao mà anh nói anh uống 3 ly rồi hừng hừng? Đúng rồi. Hả? Không, không uống thì thôi. Hãy mà uống thì uống cho xong. Chơi là chơi tới cùng. Chết mẹ đụng hàng luôn rồi. Anh gỡ ly ra. Gỡ ra ra. Rồi bây giờ uống. Uống với tôi. Uống cho hết hai cái chai rượu này. Đó, đủ rồi đó. Uống, uống đi Quỳnh. Cầm vô.
cầm vô cầm lên uống nè. Đây. Uống đi huynh. Rượu quá nghèo nhưng nồng nàn hương vị. Trời tới cải lương luôn rồi. Xin kính cẩn trao tay người tri kỷ, mượn chén rượu ngày xưa để thắt chặt nghĩa thâm tình. Hay quá. Rượu lạc trạng nguyên xin uống một mình, đâu dám rót làm bẩn môi người nghĩa khí, gửi vào đây từng men rượu ngày xưa. Anh Xuôi, cậu ơi, áo mạo cân đây. Đừng chị Xuôi, đừng tôi lại chị, để tôi cởi Xuôi. Mà không chị đừng cởi tôi lại, có mình chị cởi tôi lại nguyên xóm này luôn à. Không có anh ơi, đừng. Anh buông ra đi. Đừng anh Xuôi ơi, bây giờ tôi hứng lắm rồi, tôi cởi ra xong anh nhào vô anh quất luôn. Chết mẹ, gây hậu quả nghiêm trọng. Không gây nghiêm trọng nữa, thằng nhanh lên. Đừng chị Xuân, đừng chị để cho tôi giữ tròn tiết hạnh đi. Tôi thủ tiết rồi mà, 30 năm rồi. Không có cái gì mà anh phải cần anh thủ tiết hết trơn á. Bây giờ còn cái gì già nữa rồi, đúng không? Không có gì nữa mà tiếc nuối đâu. Quất luôn đi anh ơi. Không, đừng chị Xuân. Tôi nói anh nghe sao vậy anh? Anh yếu lắm, anh dở lắm. Còn hai câu cuối nữa anh nhào vô anh quất luôn cho tôi. Còn hai câu giọng cổ, hai câu cuối nữa quất luôn đi. Quất giọng cổ hả? Quất luôn. Hú hồn bà mẹ. Bà làm lên máu thiệt bà nội. Sao hả? Cái giọng cổ chơi à? Chơi. Đúng rồi. Nó dễ bị hiểu nhầm quá. Nhảy lên. Từ để tôi quất liền. Quất luôn. Quất cái gì chứ, quất giọng cổ là quất tới luôn. Quất. Cởi áo mạo cân đai gửi cho quân hầu cần, mặc nguyên áo cơ hàng để mừng bạn tương tri. Dậy ly rượu tương phùng đại huynh hai, uống đi nhấp chén rượu hôm nay mà nhớ ngày đưa tiễn. Lâu lâu thì tao uống rượu một lần. Lâu thì tao uống rượu một lần. Nhậu khi nào mà tao quá say luôn. Nhậu khi nào mà tao hết bia luôn. Rồi luôn. Bao nhiêu đây thì đâu có nhầm nhò gì. Bao nhiêu đây thì đâu có nhầm nhò gì. Ngồi trong mạng nó uống ai coi. Ngồi trong mạng nó uống ai coi. Uống là chạy tôi uống luôn. Chị Xuôi, tôi uống rượu xong là dưới nhà quê nó có một cái câu là quắp cái cần câu à. Chị xỉn mà vui. Anh Xuôi ơi, rất là vui. Xuôi ơi, khi mà mình uống rượu á, lần lên á, mình thấy vui quá. Quá vui. Bây giờ xong xuôi rồi ngồi lại thấy buồn lỡ rồi, buồn. Trời sao buồn nhăn vậy, thôn nữ. Tại vì anh, thế sao? Bây giờ sao tôi nhìn anh á, tôi thấy ẩn hiện anh Xuôi. Anh nhìn tôi mà ẩn hiện giống cu hồn. Tôi thấy cứ chập trai chập trờn anh, rồi tôi thấy anh á, sao mà giống cái người của tôi á, anh Xuôi à? Hiện giờ đang ngồi trên bàn thờ á. Rồi một đừng nói Xuôi à. Không biết. Anh biết không, tôi buồn lắm anh. Biết. Mẹ quá con coi mà anh. Chuyện đó tôi biết. Một mình dò dỗ nuôi con. Biết. Mong cho con mình nó lớn lên nó ở gần mình anh. Rồi có mức độ thôi. Rồi anh nghĩ coi, đến lúc nó lớn rồi nó cũng đâu có ở gần được mình đó. Rồi thằng con của anh nó bưng con gái tôi lên Sài Gòn rồi nó bỏ một mình tôi dò dỗ ở nhà một mình anh Xuôi. Cái vụ án tấn công quá, nghĩ coi buồn không anh? Có mức độ thôi, buồn nhưng phải giữ khoảng cách. Anh nghĩ làm sao mà một người phụ nữ mà ngồi dò dỗ một mình với lại hàng đêm với ánh đèn dầu, nó buồn lắm anh. Rồi như con ếch con nhái mà cứ kêu quạp quạp làm sao chịu nổi á. Chị Xuôi xí cho mình ý kiến tí đi. Ý kiến gì anh? Núi đè.
núi núi nè nè cái đùi à đùi 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 núi nè núi nào nè anh đùi nào nè nè quá rồi nè trời ơi nè quá vậy tại sao anh không khép lại khép lại đi khép cũng có mức độ chứ đây đây cũng biết đau mà có mức độ thôi nghĩ làm sao mà ốm quá trời ốm tụi nó thiệt anh nói gì đâu xương đâm đau muốn chết à vậy vậy xương đâm mà cũng có gái xám vừa nói cho nên tại vì tôi tâm sự với anh nói mà biết rồi tôi đau cổ cho nên chị tâm sự như vậy tôi. là tôi đã biết điều đó tại tôi cũng đâu khác gì chị đâu hoàn cảnh mình giống nhau tôi cũng vậy vợ tôi chết mấy chục năm nay tôi nuôi con tôi nó lớn lên rồi nó lên trên Sài Gòn nó học xong nó về nó lấy con chị rồi nó đưa lên Sài Gòn nó ở luôn bao nhiêu lâu nay tôi ở một mình ở dưới quê buồn lắm chứ nhưng vì sao vì tương lai con của tôi phải cho con tôi ở trên này để nó lập nghiệp bởi vì tôi đã hứa với vợ tôi là sẽ lo cho con tôi cho nó ngày nó nên gia lập tắc ngày hôm nay con tôi nó nên người đó là niềm vui và niềm hãnh diện của tôi chỉ có cái tết này thà tôi ở dưới quê tôi không biết tôi không đau bằng nó kêu tôi lên đây ăn tết rồi nó bỏ tôi nó đi biết vậy mình ở với đó với ông bà cũng còn mồ mả còn thấp được nén nhang đúng không anh thôi lên đây thôi. Thiệt tình chuyện dạ. Của con cái làm sao mà cho nó buồn ngày là hết. Buồn như vậy tôi chuẩn bị lì xì mà không có con để lì xì chị thấy đau không anh tưởng tôi không có anh cũng đầy túi nè anh giờ mận gì cho mà nó mất hết mấy cái bao lì xì anh có con có cháu gì đâu để lì xì vậy chị làm con tôi đi anh vô duyên quá nghĩ sao tôi cũng tóc bạc trắng vậy anh cũng tóc bạc trắng vậy anh nghĩ sao tôi làm con anh không phải làm con là làm con dưới bộ thôi chị làm con dưới bộ giống như là chị chúng ta tôi sao mà tôi lì xì với chị ờ ha ờ trời sao vậy nãy giờ không nói cho nó đỡ buồn nè đúng buồn rồi. Quá đi đúng rồi vậy đi bây giờ vậy tôi làm con anh đúng rồi làm con tôi đi rồi tôi làm con anh xong rồi anh làm con tôi rồi mình lì xì nha rồi tôi làm con rồi, anh rồi. Dạ thưa ba năm mới con chúc ba không. Tôi không thích kêu bằng ba ngày xưa thằng Đặng con tôi nó ở dưới quê nó kêu tôi bằng tía từ rồi. Ngày nó làm giám đốc xong rồi nó kêu tía bị quê nó kêu phải kêu ba tôi mới đổi thôi rồi, bây giờ rồi, tôi rồi. Muốn là kêu tôi bằng tía rồi tôi sẽ kêu anh bằng tía phải kêu tôi bằng tía dạ thưa tía dạ năm mới con chúc tía khỏe tía sống lâu trăm tuổi sống hoài không bao giờ chết giỏi rồi tía lì xì cho con dạ, cảm ơn con tía con ngoan dạ rồi vậy xong rồi giờ anh làm con tôi đi không mệt rồi nghỉ chơi đi ăn gian cha già ông tôi làm con ông rồi đã rồi giờ là ông không chịu làm con tôi sao mà tôi lì xì cho ai bị mệt rồi không có đứng dậy đi chơi đừng có chơi ăn gian tôi ghét vậy lắm đứng dậy Cú này mới bị nhục mà tự nhiên đương làm anh xong nhảy xuống làm con luôn ngu thiệt mình cái nào cũng gây hậu quả nghiêm trọng hết chàng ơi trai cha ngồi ghế nóng dữ cha chứ là nhìn con người tôi có mát không rồi xuống tới đi dạ kính thưa má không, năm mới không, con chúc không chứ sao con gái tôi á con bụng nó không nó không có kêu bằng má đâu hồi xưa nó kêu bằng vú dạ kính thưa vú năm mới con chúc vú được nhiều sức khỏe vú ơi năm nay con buồn khi thấy vú càng ngày càng nhăn nheo sang năm con chúc vú không có nhăn nheo như vậy nữa vú phải căng ra như vậy con muốn như vậy vú có hiểu ý con không hả vú vô duyên lắm ăn nói vô duyên lắm vô duyên vậy tôi nói cho ông biết nó cừu quá đi vú già
thì vú phải nhăn nheo chứ. Chứ làm sao vú già, hôm sau mà vú không lẽ vú cứ sừng sững à. Quá đáng. Thì chung vô vú. Thôi đi, không có kêu bằng vú nữa. Thôi bây giờ vừa kêu bằng má đi. Con gái tôi nó kêu bằng vú á, cái mặt của nó dễ thương nè. Ông kêu tôi bằng vú, mặt ông, mắt ông vàng thấy ớn nè. Chứ cũng bà không, vú vú cũng bà, má cũng bà, bây giờ tôi kêu vú má nha. Thôi mà đừng chết luôn. Đây, kêu bằng má đi, lì xì đi. Bây giờ tôi chúc. Thôi chúc sức khỏe, lì xì đi. Trời mệt. Ở nhà có ai người mới chơi với ông này mà, biết ông này ghê đó. Vậy mà cũng vụ lì xì được một cái bao á à. Mình có ba cái bao mình lì xì được cũng vui rồi à. Bây giờ còn một cái nè mà, hai à. Cái nè ba. Ủa sao nó cũng còn ba cái y thinh vậy? Ủa sao tôi cũng còn ba cái y thinh vậy trời? Bây giờ làm sao? Không ai giờ làm cháu tôi đi. Đúng á. Giờ làm cháu nội tôi đi. Hai đứa mình bây giờ làm cháu qua cháu lại để lì xì đó. Rồi. Ông nói nghe, làm cháu nội là phải chạy ra ngoài nha. Rồi. Chạy ra ngoài, chạy vô ngoài coi mới lên, chạy vô nhà nha. Chạy đâu cũng được, coi chừng xe nha bà. Biết rồi. Đứng tay ngoài cửa đây nè. Rồi. Rồi chưa? Rồi. Rồi nha. Nội. Nội ơi nội. Ông nội trong này. Nội ơi. Ôi trời ơi, già mà nhí nha nhí nhảnh quá. Vậy đó mới trẻ chứ. Vậy thế nội à. Năm ơi, con chúc nội phiền à, rồi rồi, nội lì xì cho con tẩy sạc luôn. Ai có cảm ơn nội à, rồi. Rồi đứng lên làm cháu tôi. Rồi cuốn này nghỉ chơi luôn. Lì xì hết rồi. Ê, tôi là tôi có biết chơi giang hồ nha. Nha. Đừng có mà chơi mà như vậy nha. Không có sòng phẳng, không có tốt mày chú em. Đi ra ngoài làm cháu, nhanh lên. Nhưng tôi không có nhí nha nhảnh như bà được đâu. Ủa? Tôi nhảy một hồi là mấy người đi hốt cốt tôi cực lắm á. Mỗi cái giang hồ nè. Sao cũng được, miễn sao vậy, lỏng sướng á. Miễn sao mà phải là cho tôi lì xì hết cái bao rồi đi. Rồi, vô. Ủa đang chơi lì xì chứ không phải chơi là hát thần nữ giấc ngủ lên cười. Thôi tôi lì xì cho ông khỏi chút. Ông mà mận một hồi nữa người ta đi ngang người ta tưởng là ông bị bệnh thần kinh. Đủ rồi mày vô duyên nha. Dừng lại. Dẹp đứng lên đây bà. Rồi sao? Dẹp nghỉ sao? Chơi luôn đi. Ủa sao? Cuối cùng cũng còn nguyên một nồi trong tay tao luôn. Dạ không chơi nữa, buồn quá đi. Nhà này bây giờ chỉ có hai người già quéo hết trơn, không có gì chơi vui hết. Bây giờ mà có ai mà một người nào xuất hiện trong nhà này nữa là vui lắm. Có. Đâu ra? Nói nha nha. Tôi nói thiệt với ông, tôi có cái chuyện này bí mật lắm, mà tôi chỉ có kể với một mình ông thôi. Ông hứa là ông không có kể cho ai biết hết nha. Tôi đâu nhiều chuyện là bà ơi. Ai biết đâu, nhiều khi ông khùng điên điên hỏi ông nói hết sao. Nói nghe nè, tôi có đứa con gái nuôi. Con nuôi hay con riêng? Con tôi nuôi. Tôi thấy bà cũng tuổi ngọ lắm á, không chừng có con riêng. Nha đi cha, người ta có chơi người ta cũng biết chỗ người ta dừng lại chứ à. Nói đi sao không? Nói đâu? Khi mà tôi biết là vợ chồng của Phụng nè không có ở nhà, tôi bí mật tôi telephone cho nó. Telephone cho ủa, nó. Ủa tiếng Khmer hả? Tiếng Anh đó. Tiếng Âu Mè đi khỉnh á. Telephone tức là gọi điện thoại á. Cha này ngu quá, cha này dốt biết gì hết. Tôi gọi cho nó, tôi nói nó đó là cho cái địa chỉ đến thăm vú. Nó hứa là bữa nay nó tới nè. Nó dễ thương lắm. Có tới không? Tới. Đừng tạo niềm vui cho tôi nha. Vú Tám ơi. Đó. Vú Tám ơi. Nó. À đúng rồi, ai kêu bà Tám vú kìa. Bà vú Tám ơi. Quýu bị quýu nói lộn ơi, lộn đảo qua đảo lại à. Vú Tám ơi. Biết rồi. Cho quậy Tám vú nha. Biết rồi. Vú ra liền, trời nói đâu. Ra mượn cái đi, ra mượn cái. Đừng nói với con vợ chồng bụng nha. Vú ra đây. Rồi đây con à, vô đây. Vô rồi. Bà sao cũng chạy qua bên đó liền. Đó nè, rồi dễ thương chưa? Nhà đẹp quá vú ơi. Nè con, khoanh tay chào bác đi con. Đó, con gái nuôi tôi đó. Con chào bác. Bác chào con. Ông xuôi. Bước tới đây. Dạ.
bước tới đây. Dạ. Bước tới. Chúc tên đi. Chúc tên. Dạ con không có lì xì. Chúc tên đi. Dạ. Con chúc đây. Rồi được rồi, nhiêu đó thôi. Chỉ cần nói chữ chúc thôi, đằng sau là sống lâu trăm tuổi vậy. Cái đó năm nào cũng nghe hết. Sao nhiều quá vậy? Thấy thấy. Trời ơi. Chuẩn bị lâu lắm rồi. Con cảm ơn đó. Con nhỏ đẹp quá. Dễ thương à. Con mận gì? Dạ thưa bác. Con bá. Ê nó mừng lớn lắm. Nó mừng lớn lắm. Nó mừng tới cái chức tổ trưởng lần á. Tổ trưởng tổ dân phố hả? Không phải, nó làm tổ trưởng tổ siêu thị. Trời. Nó làm siêu thị á. Dạ. Tổ trưởng tổ siêu thị. Dạ, dạ. Con được vậy thì con. Vậy là con á là con làm tổ trưởng siêu thị là con. Dạ, con phải là điều khiển nhiều nhân viên lắm á. Dạ con mà được vậy biết sao? Nhân viên của nó đếm không hết ông tin không? Ta nói cả ngàn nhân viên dưới tay nó. Dạ, con ngàn nhân viên. Con mà được không biết sao không? Chàng ơi, mà lương nó cao dữ lắm. Vừa là chức lớn mà còn lương còn cao lắm. Đúng, chức lớn. Nó giàu dữ lắm ông ơi. Con nói giờ vậy ha, nói nghe thôi giờ con bây giờ vô pha cho vú mình trà xong cái tôi làm mâm cơm thiệt ngon cái ba người mình ăn với nhau cho vui ha. Chị vui cho vậy chị ơi. Bé mới đang mày ở vú bánh tay cái rồi đi thẳng vô đi thẳng vô chị cho nó đi đây rồi dễ thương chưa à. Vui quá à, có đứa vui nhỏ chưa? Vô lại vui liền vui chưa à, mới vui quá. Vui quá nè. Bà lên máu mà chết bây giờ đó. Vui quá đi. Trời ơi, con ngờ bữa nay sao mà tôi hạnh phúc quá, ấm áp quá. Tôi có con rồi ông ơi. Vui rồi. Chứ sao? Giờ bà vui rồi. Bà sẽ quên người bạn già đã từng uống chung rượu với bà bây giờ. Bậy nè. Con mới nói cũ cái mặt bà tôi hiểu mà. Thôi bậy nè. Con tôi cũng lại như con ông. Đừng có buồn. Tôi cũng có con nuôi vậy. Ôi vậy ha. Nhưng mà tại vì nó làm chức nhỏ hơn con bà. Ôi nên vậy à? Nó hành tung bất định. Ồ. Tôi không liên lạc được với nó thôi. Con bà nó làm tổ trưởng cho nên nó ở một chỗ nó có té là phò ne. À, té là phò ne là gì? Là điện thoại đó. À, ủa sao điện thoại với con tôi nó làm nhỏ hơn con của chị. Là tại con tôi nó làm tổng giám đốc nên nó đi nước ngoài hoài. Không liên lạc được thôi. Chứ tôi nói thiệt à. Nó có cha mẹ đàng hoàng nhưng nó vẫn nhận tôi làm cha nuôi của nó. Mặc dù tôi nghèo hơn cha mẹ nó nhưng tại vì sao nó nhận tôi làm cha nuôi là tại vì tôi đẹp đó. Vậy thôi. Xin lỗi cho hỏi một câu, vậy chứ cái thằng con của ông á nó có tỉnh táo không? Nó rất tỉnh nha bà, nó không bao giờ khùng khùng. Tôi không nhận làm con nhưng con cái đi mổ mắt 8 lần rồi. À. Cho nên nó thấy tôi đẹp. Ờ đúng rồi, chính vậy cho nên là mắt nó đâu có nhìn rõ đâu. À, nói cho chị nghe. Dạ. Tôi nói thật với chị, nếu chị gặp được thằng con của tôi, chị sẽ vui lắm. Một năm chị sẽ vui không có một ngày nào buồn luôn. Tại mặt nó lúc nào nó cũng cười á. Nhưng mà bữa nay không có liên lạc được nó thôi. Tía có ở đây không tía? Hình như có ai kêu ông á. Con nuôi tôi đó. Vậy hả? Mà mở cửa giùm tôi. Sao nó biết ở đây hả? Không biết. Tôi mở cửa nha. Mở cửa giùm tôi. Trời ơi như vậy nói vậy mà có thiệt nè. Vui. Ôi trời má. Con ơi. Con tìm mà tía con phải không? Dạ. Tía con tên gì? Tía. Con kêu tía quen. Tía trong này. À dạ, vậy được đúng rồi, tía lắm. Đúng rồi, đây vô đây, vô đây. Tía trong này. Đây thằng mặt cười đây. Ờ đó, bà thấy nó cười vui không? Ừ, tía đây con. À, nó cười vui rồi. Mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Con khóc. Mày làm gì mày khóc? Con gọi điện thoại về dưới không thấy tía. Hết rồi, con tưởng tía bỏ con, tía đi luôn rồi chứ. Nhà mình ở dưới đó làm gì có điện thoại mà để ăn. Con đâu biết đâu, bóc số điện thoại điện đại con không thấy chứ bộ. Mày rảnh quá mày bóc đại số điện thoại vậy hả? Dạ. Không mệt quá nín đi. Tía không được bỏ con đi. Tía không có bỏ con đâu. Dạ. Sao tía bỏ con được? Dạ. Ừ, làm sao tía bỏ con? Con dạ. Có thằng thân mình. Con tía nói tía bỏ con chết luôn. Con không có cha không mẹ rồi tía bỏ con chết luôn đó nha. Mày có cha có mẹ chứ sao không có? Ủa con còn không? Có sao không có? Tại nó quên. Nó gặp tôi vui quá nó quên. Tía sao tía? Có ba mẹ mày có không?
Dạ vậy đó. Ba mẹ nói là Tết chắc là ba mẹ nó đi chùa rồi. À đi chùa ha. Ba, con cưng mà vắng cha mẹ một phút thôi là thấy nhớ nhung. À đúng rồi. Ủa ba mẹ con đâu có đi chùa đâu. Đi chùa hả? Ba mẹ con gửi hình trên chùa đó. À gửi hình trên chùa à, tại thầy mượn hình ba mẹ nó để trên chùa để biểu dương những người ăn chay giỏi nhất chùa. Ok mày nín. Ba mẹ ăn con ăn là nín à, nè lì xì cho con nè nín đi. Gì vậy? Tính lì xì tía lì xì con à. Thôi con không có con cắt đi mà. Thôi vậy tía chữ này đi. Thôi tía chữ con vui. Thôi mà. Thôi lấy mày. Tía con đợi khóc rồi tía mới chịu lấy không à. Nó ha. Nhậm nhẹo. Ờ, dễ thương quá. À. Nó khóc khóc cười cười là nó nè. Nó. Dễ thương quá ha. Tôi nói con nghe nó bận dạ. lắm mà nó vẫn tìm tới đây. Dạ. Thì tôi nói không phải nói. Nó bận công chuyện một mình nó coi tới 5-7 cái tiệm bán xe. Ơ vậy, ơ chứ cha con sao vậy con? Đứng lên con. Sao vậy con? Ủa, con giàu dữ vậy tía? Nó giàu mà nó không biết nó giàu, bà thấy nó khiêm tốn không? À, khiêm tốn như vậy. Con gái nuôi của cô Tám đó, nó làm tổ trưởng tổ siêu thị đó. Ông nói bậy rồi, con gái tôi làm tới chức giám đốc siêu thị á. Dưới tay nó 1000 nhân viên. Bậy nữa đó. Ông nói sai rồi, dưới tay nó 2000 nhân viên. Đi lên rồi nào, nhanh vậy ba. Giàu lắm. Đẹp là nhà giỏi giàu nào. Nó gặp nhau là nó kết liền. Dạ đúng rồi, dễ thương. Dạo này chạy xe ôm khá không? Dạ. Đậu xe ôm kế xe bánh mì nè. Ghế còn dùng được đó. Đập cho nó banh bọng hết đi. Chị xui dọn nhà mà không báo cho tôi. Số không thích ở mặt tiền hay sao? Dọn nhà mà sao không báo cho tôi biết? Dạ đâu có dọn đâu anh. Sao mặt tiền không ở lại dọn vào kho đạn nhỉ? Dạ số là muốn dọn tới kho đạn để gần nhà anh. Dạ tại nhà anh ở gần kho bom anh à. No! Ước gì cho thời gian trở lại. Ước gì em gặp anh một lần. Em sẽ nói em luôn nhớ anh. Đời em chỉ có anh thôi. Ước gì cho... Hù! Trời ơi, muốn hù người ta mà kêu người ta quay lại rồi mới hù làm sao mà bất ngờ được. Tôi tính hù mà tôi sợ ánh hết hồn á. Thiệt là, chú Duyên hả? Muốn hù phải không? Hù lại nè. Ánh. Ánh. Hù! Sao tự nhiên anh làm tôi hết hồn vậy? Anh hết hồn làm tôi giật mình theo. Sao tự nhiên anh làm tôi hết hồn vậy? Gì vậy? Tự nhiên ở trong kia cái tự nhiên đi ra đây có chuyện gì muốn nói với tôi hả? Gì vậy? Anh... anh... anh tắm chưa? Chú Duyên hả? Tôi anh là tía của tôi hả mà tôi phải báo cáo cho anh biết. Tôi tắm rồi. Không phải. Ý tôi nói là tôi chưa tắm. Chú Duyên hả? Tôi có phải là tía của anh đâu mà anh phải báo cáo cho tôi biết. Không có gì nói nữa phải không? Tôi đi vô nha. Anh ngồi xuống đây đi. Thôi không có thích ngồi. Có gì nói đi. Vậy anh ngồi bên kia đi. Thôi không có thích ngồi, tôi thích đứng hả? Vậy anh ngồi trên bàn đi. Anh có gì nói nữa không? Tôi đi vô nha. Có. Nói đi. Thiệt ra tôi muốn nói với anh lâu lắm rồi. Anh
anh tắm rồi hả? Chú Chiến à, chi vậy anh, muốn nói gì với tôi hả? Anh nói mấy cái điều tôi thích nghe không? Vậy anh nói đi, tôi chấp anh nói trước á. Khoan, để tôi nhắm mắt lại cho nó lãng mạn nha. Anh nói đi. Vô duyên hả? Vô duyên à? Anh cái gì vậy? Thả ra quay. Cái gì mà cứ đu đu vô duyên à? Thấy gốm thiệt. Công nhận con nít bây giờ có một cái câu để cua nhau thôi vô duyên à. Ông á, ông mới vô duyên á. Tôi làm gì vô duyên? Chết, người ta nó đứng rìn coi tụi nhỏ mà cứ nhúc nhai nhúc nhích, mà quỳ đứng im mà cứ nhúc nhai. Ai rình đâu nào ạ? Bà nói lãng lãng không. Lãng gì? Trời ơi, vui quá. Nói cho chị Xuân nghe nè. Vui quá. Trời ơi, tôi không có ngờ tụi nó dễ thương quá. Đó chưa, chừng nào ngất ngư nằm xuống đó tôi nói. Cái gì mà răng răng á. Đây này à, tôi nói là hai đứa nó in như là thích nhau rồi. Đúng rồi. Đó, nhưng đúng, mà đúng. Nó ngại cái điều gì đó nó không nói. Đúng vậy. Mà tôi biết, con tôi nó cũng có một lần làm lỗi rồi. Thành thử ra đó, nó không dám nói là đúng rồi. Bây giờ vậy đi. Sao anh? Tôi với chị. Dạ. Dò ý của tụi nó coi thử được hay không. Đúng anh. Nếu được không chừng tôi với chị mần xui lần nữa nghe. Đúng anh. Tôi nói anh nghe, bây giờ vậy đi. Hai đứa mình đó là coi ý tứ hai đứa nó. Đó. Nếu như hai đứa nó mà nó thích nhau rồi đó. Đúng. Thì tôi với anh đó là coi như mình sẽ cho tụi nó. À. Là mình cho tụi nó kêu bằng cái gì, có hai chữ hay lắm, người ta kêu bằng cái gì tôi nói thiệt anh ấy, mà đến lúc nào mà cần mà phun chữ ra đó là coi như là nó đi hết, kêu bằng cái gì hai chữ đó, nó kêu bằng thụ phấn à. Trong văn chương tình yêu làm gì có cái chữ thụ phấn, chứ kêu bằng cái gì đó hai xe người duyên. Xe duyên. Trời ơi, xe duyên bảo quốc cái chữ thụ phấn. Bà này văn chương nhiều thiệt. Đúng rồi anh, cho hai đứa nó xe duyên đúng. Với nhau. Dạ. Xe duyên với dạ, nhau. Dạ đúng rồi, vậy đi. Đó, đúng bây rồi. Giờ nè, chị sao? Dò ý con của chị đây. Dạ. Tôi ra ngoài vườn chút. Dạ. Cái rồi á, chừng nào mà nó đồng ý mà dạ. Nó chịu thương con tôi đó nghe. Nó dạ. Mà một cái. Quýt gió tôi vô nghe. Tôi ra ngoài này. Anh xui. Ra ngoài này chút thôi, nhớ quýt gió tôi vô liền. Mần cái gì mần chứ quýt gió làm sao tôi quýt được anh xui. Anh xui. Trời ơi, mần cái gì mần, ta già rồi biết người ta đàn bà con gái, ta tới nó quýt vô. Mày thích núp vô đi, gọi trong đó rồi nghe, đừng có giống nhà giống cái nó thấy bây giờ. Rồi. Anh à. Dạ. Ra đây vú nói nè, đặt coi đi ra đây. Sao kho nồi thịt ở dưới đây? Ở đây không có kho thịt gì hết, bỏ xương. Chàng ơi, cũng có nhờ tới cái dịp Tết này cho nên là con mới được ở gần vú lâu dữ vậy ha. Lâu lắm rồi vú mới nói, nhưng mà bữa nay có dịp ha, vú nói con giờ vậy nha. Vú thấy con cũng lớn rồi, con đã đến cái tuổi á mà người đó sẽ chưa văn chương đi nữa rồi, thấy không? Cũng có hai từ thôi. Hai từ thôi kêu bằng tới cái tuổi con gà. Con gà trống hả? Không. À, rồi vú nhớ rồi. Tới cái tuổi cặp kê. Chú là con hết hồn hả? Đúng rồi, tới cái tuổi cặp kê, tức là đến cái tuổi lập gia đình rồi. Dạ. Lập gia thất được rồi. Vú thấy thằng Thế nó để ý, nó có thương con nha. Chàng ơi, tuy mà nó vậy chứ mà nó tốt lắm đó con ơi. Mình á, mà lấy được một cái người tốt á, coi như mình sung sướng cả đời đó con. Đó mà, con thấy làm sao? Vú à, vú là người biết rõ hoàn cảnh của con nhất. Thật con
con không có dám tin là có ai chấp nhận hoàn cảnh của con rồi cưới con đâu chú ạ. Chàng ơi sao con nói vậy? Chú nghĩ coi, bây giờ có khi họ đồng ý cưới con rồi mai mốt cái tự nhiên họ nhớ lại hoàn cảnh của con rồi họ hắt hủi con rồi con biết làm sao chú? Không, thằng Thế nó không phải người vậy đâu con ơi. Nó cũng lần lầm lỡ rồi, nó gặp con thế nào nó cũng thông cảm. Không lẽ chú dịu già vú lớn tuổi vậy rồi mà vú nói con không tin vú sao? Vú muốn con sung sướng hạnh phúc mà. Không mấy thôi giờ con gật đầu một cái đi rồi vú mới nói tiếp được. Đó, đâu mày được hay không rồi mày gật đầu cái rồi chịu mày ưng cái tao gật đầu cái tao vú mới dạ, nói. Dạ thiệt ra được con không có dám đâu. Ủa vậy là sao được không? Dạ thôi mà thiệt ra con. Ê, nó tính ra cái con này nó cũng mờ án lắm à. Nó hỏi nó có chịu không, nó nói nó không không mà nó xuống về đó không, nó xuống về vậy tôi biết làm sao trời. À như vậy là mày chịu rồi phải không? Mày mắc cỡ rồi, giáo bộ mày lắc lắc cái mày thấy tao lắc đi cái mày gần xuống phải không? Được rồi, nếu vậy là vú mừng liền nè. Ông ơi, ủa đâu phải tôi biểu hít gió mà cái thằng trái này tao tao hít có được mà tao gì mà ghét ghê luôn á. Trời, cái gì mà chơi nó khó khăn lắm luôn á. Tưởng mưa đi vô đó bà nội. Tao không biết quýnh gió, bắt tao quýnh gió. Mà không biết quýnh gió vỗ tay, phun mưa cả trần. Không biết rồi. Nó đâu rồi? Đừng có nói. Ra đây. Sao rồi? Ra đây. Sao? Đừng có nói ông sùng. Nó nói nhỏ nhỏ thôi. Một mình tôi ông nghe rồi. Tao nói chắc chừ lắm. Nó lật lật gắt gắt. Nó làm cho tôi. Ủa vú với bác ở đây làm cái gì vậy? À, thấy gạch bông mới quá đập ra sửa chơi. À đúng rồi. Ê cái này cái nào, cái này mới à, cái này mới đập cho nó bể xây lại đập cái mới vậy đó. Gạch bông mà in hoa. Nó đập hoài đau tay chết sao bác? Đau ấy, nãy giờ đau lắm mà cố gắng á. Vậy thôi, con đi vô trong nhà, hai người đập gạch bông tiếp nha, đừng có sót viên nào nha. À con đi. Con đi á con à. Mẹ già vô duyên. Ông mới vô duyên tự nhiên gì thì nó nói đại nó ở đà rau đi tự nhiên rúng rúng hơi hàng cá liệt thì ông á, tôi nói ông á nói nhỏ nhỏ rồi nó nói lớn quá nên nó nghe sao sao rồi trời ơi nó chịu rồi ông ơi. Nó chịu rồi hả? Nó chịu rồi giờ bây tới phiên tôi tới ông á, tới ông á, tới tôi dò ý thằng con tôi. Ừ nó ngoài tới ông á. Bây giờ bà vô trong tôi đi vô trong nha. Chân nào là nó chịu là tôi quýt gió bà ra. Quýt được không? Tôi quýt được. Quýt thử coi. Vô đi. Nhớ nha. Răng giả mà quýt ra gió đó bà. Đi đi. Nó chịu rồi. Con này cũng được. Thằng Thế Ân con này là tốt lắm. Giờ dò ý con mình sao đây? Thế. Thế à? Dạ. Ra tí biểu coi. Dạ tí đợi con chút. Ra biểu. Dạ. Về tiếp. Ra tiếp biểu. Có gì em tiếp? Mày nói mày lên mày ăn Tết với tao mà ăn rồi mày rút riết dưới bếp à. Mặn gì dưới bếp hả? Đi rình con ánh phải không? Trời ơi tía nói vậy kỳ vậy tía. Chứ mày mặn gì dưới bếp? À, tại nồi thịt ở dưới nó sôi quá à. Con ở đó canh chừng nào nó nguội hâm lại cho tía ăn á. Nó có hiếu dễ sợ thiệt ta. Thịt nó đang sôi mày ngồi mày chờ nó nguội rồi mày hâm lại cho tao ăn. Con thương tía mà. Mày thương tao quá. Tía lớn tuổi ăn đồ nguội không tốt. Hay thiệt. Dạ. Không ai nghĩ ra được như con. Con Thủy tao biết mày đi rình con Ánh nè. Nghe tao hỏi nè. Dạ. Mày thích con Ánh không? Tía. Gì? Bộ anh nói với tía là anh thích con hả? Nó không có nói. Thôi con đâu thích. Nghe tao hỏi nè. Dạ. Mày thích Ánh phải không?
Bộ anh nói với tía anh thích con phải không? Không. Rồi con đâu thích. Ý tao hỏi là mày có thương con Ánh hay là không? Thì ý hỏi là tía là anh có nói với tía là anh thích con không? Không. Thì con đâu thích. Làm sao? Nó làm mình bối rối à? Vận dụng trí não quá. Mày yêu con Ánh không? Anh nói tía anh yêu con phải không? Không. Con đâu có yêu. Mày không yêu là tao mừng. Con không yêu nó là tía mừng. Tại vì cô Tám mày sắp sửa gả nó cho thằng giám đốc rồi. Giàu lắm. Sắp sửa đám cưới rồi. Con biết tía giả bộ tía nói chơi. Tía tưởng con yêu Ánh cái tía nói vậy để con lộ mặt ra. Tía giỡn. Không, tao nói thiệt. Hồi nãy cô Tám mới nói đây 3 tháng nữa là mừng đám cưới rồi. Tía nói giỡn mà. Không có nói giỡn, tao nói thiệt mà. Vậy tía thề đi. Thôi chơi đừng chơi thề mà. Vậy là tía nói giỡn à. Nói thiệt rồi đâu. Thôi để tao thề. Thôi tía thề đi. Tao thề mà đừng có hại cho ai đi. Tao thề mà có gì mà một mình tao chịu cho. Tía thề đó, nếu mà tía nói xạo hả, cho mày dậm gai đi. Trời, tía thề khôn quá. Rồi chứ tía thề vậy con không chịu đâu. Tía thề lại đi. Thề nó có linh không trời. Không thề mày. Không, bây thề. Giờ thề cái gì tao đâu biết thề. Tía nói dốc ba má chết chùm đi. Tao nói láo ba má chết chùm luôn à. Chết lâu rồi con. Tía chơi vậy à, không được tía. Thôi dẹp mày. Không tin thôi. Mày không tin thôi. Chưa, miễn sao nó có chồng giám đốc là tao mừng. Cũng mừng, con nhỏ tội nghiệp. Nó lấy mày á, không chừng nó khổ suốt đời. Nó lấy giám đốc nó sướng hơn. Vậy mà mày không yêu nó là mày khỏe rồi. Tao sợ mày đau khổ tao mới hỏi thôi. Tía nói chuyện mất mất cười quá. Thì tự nhiên nó có chồng mày phải vui. Tại sao mày khóc? Vui ông nội con chứ vui. Mày nói mày không thương nó có chồng kệ nó mất mới mày khóc. Thương thấy mụ nội con luôn á. Thương sao nãy mày tao hỏi mày nói mày không thương. Tại con giả bộ làm giá chứ bộ. Làm giá hả mày? Mày đặt yêu thì nói yêu đây. Thương mày nói thương. Mày đặt làm giá thúi giá luôn cho mày. Con không biết tía tính sao tía tính rồi con có chịu rồi. Yêu chơi kỳ con mà tía yêu quỷ giám đốc. Thôi biết rồi, đực méo quá. Sao chị Chui à? Dạ. Tôi có hỏi thế con tôi rồi. Dạ. Nó nói nó không có thương con Ánh. Chị nói đàng hoàng nha. Nó nói con Ánh không có xứng đáng với nó. Chẳng lẽ giờ chửi thề. Nó nói thôi muốn gả ai gả đi. Nó không có ưa thôi mệt chuyện con nít. Tôi dạ, cũng vậy, không ý kiến. Vậy thôi yêu hả? Thì nó yêu. Không yêu nói không yêu. Đó dạ. Thì giờ nó nói không yêu tôi với chị cũng chịu thôi. Tôi với chị muốn mần xui mà nó không thương nhau thì thôi. Dạ tôi cũng thấy vậy anh à. Thôi nó không có duyên có phận thì thôi mình ém chị để anh à. Để tự động nó tính. Đó dạ. Rồi chuyện con nít để con nít tính. Dạ, đó mình thôi. Người lớn thôi dạ. Tôi với chị vô ngủ đi. Vô ngủ. Thôi nhanh xui nha. Thôi nha. Anh đừng có thấy tôi hồn nhiên nhí nhảnh nha. Anh đừng có tưởng thấy tôi là một cái bông hoa, là một cái vườn hoa. Rồi anh làm con ong con bướm anh chiếc vào. Thôi nha ấy nha. Hoa cũng phải lựa hoa nha. Chích vô cái hoa này cho gãy kia mà. Mẹ già này ngủ chưa ngủ mà đã nằm mơ. Tôi nói vô trong ngủ là phòng bà ngủ, phòng tôi ngủ. Nói vậy đi, tự nhiên tôi tắt ngang ai hiểu cha. Thôi ấy ơi, ấy nói nhưng trong ánh mắt của ấy mình vẫn thấy gợi lên một cái điều gì. Trong ánh mắt ấy vô cùng háo sắc. Câu này vô nghĩa à.
Tôi thề á, từ nay về sau không bao giờ tôi ăn miếng bánh mì nào nữa trơn. Bánh mì phản mắt như quỷ. 5.000 đồng một bộ, trong khi bên kia người ta bán 4.000 đồng. Trời sao tôi ngu quá vậy trời, ăn bên 5.000 chứ vậy ta. Bên người ta bán 4.000 hả, thịt nó sắc miếng nọng nó dày 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 bự vậy nè hả, rạch miếng thịt ra nhét một bánh mì vô ăn còn được nữa. Bánh mì bán 4.000, 5.000 mà thịt nó sắc mỏng dách như cái lưỡi lam. Tôi nói cho anh biết nha, lần sau anh tìm chỗ anh đậu xe thì anh lựa chỗ anh đậu, anh mà đậu xe chiếc xe bánh mì của tôi dùng dao tôi đâm cho banh vỏ. Trời ơi tôi ngu hả, mỗi lần tôi đậu xe kế xe bánh mì tôi bơm lên cho nó cắn thì cắn, tôi rắc cát lên nha, lấy dao chích vô nổ đùng cát văng vô mắt ha. Đáng đời, sợ. Sao đàn ông con trai trên đời có người nhỏ mọn như vậy ta? À, tôi mỏ nhọn chứ không có nhỏ mọn nha. Tôi nhỏ mọn sao, hôm bữa tôi đưa tờ giấy 6.000 không chịu thối tôi 1.000 đi. Ở đâu là tờ giấy 6.000? Kệ tôi lộn. Vậy chứ hôm nọ anh nói tôi trèo lên xe anh ngồi thử đi, rồi cái tôi trèo lên xe anh, rồi xe anh làm thủng quần của tôi. Anh nói là anh đền cho tôi mà anh đã đền cho tôi chưa? Ráng chịu sống sao để xe làm rách quần. Trời ơi, chủ nào xe nấy sao anh chửi tôi? Trời chứ chủ nào bánh mì nấy có. Sao bữa tôi ăn bánh mì tôi mắc nghẹn không đền tôi đi. Trời ơi, con trai mày đi chửi lộn cho con gái. Ừ, con gái mày đi chửi lộn với con trai. Thiệt ngu dữ vậy ta. Trời ơi nhìn cái mặt cũng hiền lành dễ thương lắm, vậy mà tham phú phụ bần. Chê tôi nghèo giám đốc rồi ha. Tưởng giám đốc là ngon hả? Tôi tham phú phụ bần hồi nào mà anh nói tôi tham phú phụ bần? Thôi ấy ơi biết hết trơn nãy ơi. Chê tôi chạy không đơm mà quen giám đốc, nghe giám đốc ham. Nè tôi chạy không đơm mà không biết là tôi thèm giám đốc đâu. Bữa tôi chở bà giám đốc đi nè, tôi có bỏ tay tôi ôm ở đâu? Tôi ôm mà tôi té sao? Anh làm cho tôi không biết anh đang xài xẻ tôi vậy. Tôi nghèo như vậy, tôi bán bánh mì, cơm không có mà ăn mà giám đốc đồ lấy tôi. Có ai hỏi tôi đâu mà tôi lấy. Trời đừng nói không ai. Xe ôm mà không có lấy tôi nữa mà. Ai nói xe ôm không thích? Tiếc của anh nói chứ ai. Cái thằng này. Ai nói? Tiếc của anh nói chứ ai. Cái tía này. Vậy chứ ai nói với anh là tôi đi lấy giám đốc? Tía. Tự nhiên anh đi nghe lời người ta rồi anh chửi tôi à? Ta anh nhìn tôi nè, người có ra người không? Cơm không có mà ăn, giám đốc nào lấy tôi? Có ai hỏi tôi đâu mà tôi lấy? Anh, có ai hỏi tôi đâu mà tôi lấy? Anh lấy tôi đi. Hỏi rồi á. Vô duyên hả? Tôi thề á, từ rày về sau tôi ăn bánh mì suốt đời luôn. Nhớ nha. 5.000 ngổ bánh mì không tôi cũng ăn luôn. Nhớ nha. Chứ mai mốt tôi nhờ anh chở tôi đi đâu anh có chở tôi không? Đưa tôi 1.000 bắt tôi chở 1.000.000 cây số tôi cũng chở. Nhớ nha. Chở không lấy tiền luôn. Nhớ nha. Đổ đầy bình xăng được rồi. Vô duyên hả? Gì vậy? Tự nhiên đang ngồi ở đằng kia cái tự nhiên qua đây ngồi cắm tôi chi vậy? Tôi giống như cục sắt vậy. Anh giống như cục 500, anh hút tôi vô. Vô duyên hả? Người không muốn làm, tự nhiên muốn làm 500 với làm cục sắt hả? Tôi may xong áo rồi, giờ tôi cắn chỉ nha. Ui da đau. Ui da, đau quá. Tôi đau ở đây nè. Anh đau. Anh đau ở răng hay ở môi? Ở môi.
Anh tắm chưa? Hôm nay tôi thấy không khí lãng mạn lắm mà sao anh làm tôi thất vọng hoài vậy ta? Tôi may xong áo rồi tôi đi vô tôi ngủ với vú của tôi nha. Anh vô đi. Thì ghét. Ngồi đó coi chừng mũi chích nha. Ui da. Anh bị sao vậy? Tôi bị mũi chích. Vậy hả? Tôi đập nó cái đứt nút. Đâu? Nè, vậy từ mai đi. Cảm ơn anh. Không có chi. Vậy tự nhiên nắm tay tôi hoài vậy? Ủa tôi tưởng cái kim nó bự quá. Vô duyên hả? Nè. Đâu thấy kim đâu. Nè. Cảm ơn anh. Không có chi. Anh ở đây chơi với tôi đợi tới mai xong ha. Anh cứ mai đi từ từ thôi. Tôi đợi bao lâu cũng được hết á. Anh yên tâm đi, anh không có đợi lâu đâu. Tôi mai nhanh lắm. Không sao đâu, lâu bao nhiêu lâu cũng được hết á. Tại là tôi mồ côi nhỏ đó. Biết mai không đó. Trời ơi tôi khéo tay lắm. Vậy hả? Tôi mai nhanh thiệt nhanh luôn á. Mà không bao giờ tôi bị ai da. Có sao không? Không sao, lũng da. Coi chừng nha. Cũng gì đâu. Lâu lâu mới bị một lần. Anh đại tôi xíu. Không có sao đâu. Đó tôi sợ qua lỗ. Tôi kéo chị qua. Hay quá à. Trời tôi giỏi lắm á. Hồi đó tôi còn may áo dài được nữa đó. Vậy hả? Tôi biết hết trơn cái gì tôi cũng biết. Ui da. Có sao không? Không sao. Ngồi nướng người nó caro không à. Coi chừng nha. Anh bị sao tôi sốt lắm. Tôi bị gì anh sốt lắm à. Tôi lỡ miệng thôi. Bây giờ anh, từ nãy tôi không canh kỹ á. Giờ tôi canh kỹ nha nè. Tôi nắm tôi kéo lần cái nó đâm vô mắt vui lắm. Thôi đưa đây tôi mai cho. Thấy ghê không? Đâm thủng thôi. Không có thích, tôi thích ngồi đây hả? Thôi không có thích. Có mai không? Trời thấy ghê không? Thấy ghê quá à. Nhìn tôi giống nàng tiên cá không? Cá là hán. Cái gì vậy? Anh đừng có nhìn vô đây. Sao vậy? Anh đàn ông con trai ai người ta thèm nhìn bỏ ra. Ở trong đây cái màu nó kỳ. Chú Duyên hả? Bỏ ra không? Tôi lấy kim tôi chích vô tay nha. Trời tí ghê không? Anh biết không? Dạ. Không biết anh bán bánh mì á. Anh đậu chỗ chứ không có nhiều chuyện vui bằng tôi đâu. Tôi chạy xe ôm, tôi chạy chỗ này chỗ nọ nhiều chuyện vui dữ lắm. Vậy hả? Ừ. Chứ anh thấy tôi đứng bán bánh mì mà không có vui hả? Trời ơi, có mấy lần tôi chạy xe ôm nhiều chuyện vui lắm, anh thích nghe chuyện vui, tôi kể cho nghe. Trời ơi, lần đó hả, tôi chạy xe ôm cái có ông đó, ông quắt tôi, ông kêu tôi chở về Thủ Đức luôn á. Vậy hả? Vui lắm, cái tôi chở ông đi xa, thiệt xa, cái tôi chở đến nhà ông á. Cái ông vô nhà, ông đưa tiền tôi á, vui dễ sợ luôn á. Ừ, sao nữa? Hết rồi. Ủa, hết rồi hả? Tôi dễ vui lắm. Còn tôi có mấy hôm trời nắng chang chang cái tôi thấy anh nó chạy xe ôm đứng ở đầu ở cục điện á, cái tôi thấy thương anh quá chừng luôn, anh không có nón, cái tôi thương quá cái tôi tính lấy nón của tôi qua cho anh đội, cái xong tự nhiên tôi nhớ ra nón của tôi là nón con gái, anh đội vô chắc mắc cười lắm, cái tôi không có mang qua cho anh đội nữa. Anh làm gì anh cười dữ vậy? Tôi dễ cười lắm, anh cười tôi hả? Chuyện đâu có vui đâu. Chứ anh cười tôi hả? Tôi dễ cười lắm. Không có, không có. Cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Mình chưa có tìm hiểu nhau mà. Vô duyên hả? Tôi cắn chỉ chứ bộ. Tôi khỏe lắm á. Cho mai xong rồi đó. Ừ. Tôi đi vô trong nha. Anh ơi. Ừ? Anh biết không, thiệt ra tôi đàng hoàng lắm. Tôi, trời sao anh mai lúc đẹp quá vậy? Nó lủng lẳng luôn nè. Hồi nãy anh đặt sao tôi mai vậy mà?
Thôi ngày mai tôi may cho, ở đây trời tối quá tôi không có thấy đường. Tôi muốn nói với anh á, tôi không phải ăn trộm đâu nha. Thôi tự nhiên anh nói với tôi chi vậy? Anh biết không? Hả? Tôi bị công an bắt tội ăn trộm á, mà tôi không phải ăn trộm. Thôi mà tôi hồi đó tôi đâu có biết anh là ai đâu mà tôi nhớ không có nhớ gì hết. Hồi đó hôm đó cái tôi thấy đông đông người cái tôi chạy ra tôi coi cho tôi có biết anh là ai đâu mà tôi nhớ không có nhớ gì hết. Thôi anh quên luôn đi nha. Tôi quên rồi. Thôi anh ngồi đây ăn hộp dưa đi. Cắn hộp dưa hả? Ê tôi cắn hộp dưa cho anh ăn nha. Trời ơi. Anh cắn đi tôi ăn cho. Tôi cắn nhanh lắm đó. Trời ơi, tôi ăn hộp dưa người ta cắn nhanh hơn người ta cắn luôn á. Vậy hả? Không có nha. Anh cắn đi tôi ăn nhanh ăn giỏi lắm. Nè. Trời hay quá ta. Mất tiêu liền à. Nè. Trời hay quá ta. Anh biết không? Có nhiều bữa tôi thấy anh bán bánh mì xong á, cái anh dọn quán á. Rồi tôi tính chạy ra dọn phụ luôn á. Mà tôi sợ tôi dọn xong anh đi về á, còn có mình tôi buồn, cái tôi không dọn luôn. Vậy hả? Tôi kể chuyện vui của tôi cho anh nghe nha. Rồi anh kể. Hôm bữa tôi đứng bán bánh mì có chuyện mà chuyện vui lắm anh mà nghe chắc anh cười đứt ruột luôn á. Trời ơi vậy hả? Anh coi chừng đứt ruột nha. Cái hôm đó nhà tôi đang đứng bán bánh mì, cái tự nhiên từ đằng xa có một ông khách đi lại, trên đầu ông đội cái nón màu đen vậy nè. Cái ông đi tới xe bánh mì của tôi, ông mới nói là cô ơi bán cho tôi ổ bánh mì. Cái tôi mới nói là dạ. Cái xong tôi mới lấy bánh mì ra, tôi xắt ra tôi bỏ rau bỏ dưa rồi bỏ thịt vô rồi cái tôi gói lại tôi đưa cho ổng. Cái ổng mới hỏi là bao nhiêu tiền hả cô? Cái tôi mới nói là dạ 5.000. Cái đột nhiên ổng ấy móc ở trong túi ra. Rồi ổng quên đem tiền không? Có. Ổng móc hoài, ổng móc ra một cái bóp màu đen. Cái xong ổng mở ra, ổng đếm hoài luôn. Đếm hoài xong ổng rút ra một cái tờ 5.000. Cái ổng đưa cho tôi, ổng nói là cô ơi 5.000 của cô nè. Cái tôi mới lấy 5.000 tôi bỏ vô túi, tôi nói cảm ơn bác. Cái xong rồi ông cầm một bánh mì ông bỏ đi luôn. Hết chuyện rồi. Vui không? Tôi thấy vui tôi chết liền á. Chuyện của tôi cũng giống chuyện của anh hồi nãy thôi mà. Anh không có thấy vui hả? Hai chuyện vui bằng nhau. Trời ơi, phải công nhận anh cắn hộp dưa lẹ thì mới đây mà gần hết rồi. Trời ơi, chuyện nhỏ nghề của tôi mà. Anh đừng có buồn. Thiệt ra đâu phải ai giống như tôi nè. Tôi chạy xe ôm chứ đâu phải ai ôm tôi cũng thích đâu. Tôi biết thân phận của mình mà. Gái đi ôm mà. Anh xăm á, tôi xăm nó lúc tôi ở trong tù á, bây giờ mỗi lần người ta nhìn tôi á, người ta nhìn vô cái hình xăm này trước nè, tôi không biết làm cách nào để tôi chùi tôi xóa nó đi đây nữa, tôi hối hận lắm, mà không phải bây giờ tôi mới hối hận đâu. Hồi đó vừa xăm xong là tôi giận tôi hối hận rồi. Tôi kêu cái thằng xăm mình cho tôi á. Tôi nói mày xăm thêm cho tao 3 chữ nữa. Anh đọc đi. Nè. Hận thằng xăm nè. Bây giờ anh nói đi. Tôi phải làm gì để tôi chùi, tôi xóa, tôi tẩy hết những cái hình xăm trên người tôi đây. Tôi phải làm gì đây? Thank you.
đông sơ đành chia tay vĩnh viễn bạch thu. Ai bấm cửa? Cái này á, đâu có ai ở nhà đâu nghe, tắt mẹ luôn. Alo, alo, ba, ai vậy? Dạ con Đặng nè ba ơi. Ủa Đặng á? Dạ. Sao nói mày đi Mỹ rồi mà sao mày chui vô cái hộp này? Con đang nói chuyện điện thoại với ba mà. Thôi mày xạo, điện thoại tao biết à, điện thoại phải cầm cái cục này lên mới nói được, cái này không có cầm. Trời ơi, nói chuyện bằng cái loa mà ba. Ủa là có loa hả? Dạ. Ghê thiệt ta. Hay. Ba ơi, ba khỏe không ba? Khỏe không? Dạ, cảm ơn ba, con khỏe lắm. Cháu nội của ba khỏe không? Trời ơi, nó khỏe lắm ba ơi. Mà nó thương tụi con nha ba. À. Nó cho tụi con ăn rồi bắt tối ngày nằm chỗ không à. À, chắc nó tưởng bay bị liệt á. Tía ơi, con nữ ơi tía. Ủa? Ủa ai vậy ba? À, không có ba, ba buồn, ba tự tạo không khí cho vui. Tía tiêu nữa đi tía. Không có ai hết, có mình anh. Ba hôm rồi. Nhưng mà hơi vất vả chút. Cái gì vất vả? Ba ơi. Má vợ mày hành. Má vợ còn sao vất vả? bà hình như ở dưới đó bà cũng té hồ té ao gì rồi. Ố bà. Bà đang cua tao mày. Ghê lắm. Bà giỡn không à. Bà. Bà ở nhà mình có buồn không? Rồi nói chung cũng buồn nhưng không sao, quen rồi. Bà ở bển mình buồn á, sao bà không kêu Thế nữa chung với ba cho vui. Thế hả? Dạ. Mà mày đâu ưa nó đâu. Bà nói sao? Dù gì nó cũng là người cùng làng cùng xóm với mình mà. Thôi, mày gặp nó mày chửi nó hoài. Đâu có, nó chuyện xưa rồi ba ơi. Ba biết số điện thoại nó không? À, cho con đi, cái gì con kêu lên ở chung với ba. Số điện thoại hả? Ừ. Nó là chạy xe ôm làm gì có số điện thoại. Ờ, có số dép được không? Số dép nó là số 42. Ôi ba. Liên lạc qua số dép đi. Số dép sao gọi? Chứ nó đâu có số điện thoại, số nhà nó cũng không có nhà nữa. Số điện thoại ba có không? Có không xin đi. Thôi mẹ ơi, nói chuyện nó làm chi mày ghét nó thêm hồ. Không có, con nói rồi con coi nó như là em vậy mà. Ủa bộ mày muốn nói chuyện nó thiệt hả? Dạ thiệt chứ. Thề đi. Thề phải không? Dạ. Nó đang đây nè mày. Để kêu ra nói chuyện. Thế ơi. Dạ. Ra tiếp biểu coi. Dạ tía. Anh Đặng muốn nói chuyện với con nè. Nói. Ủa, đi. Ông chửi á. Không có chửi. Nói chuyện đi. Thế đó, em ngồi vô đây mới nghe nè. Ủa, anh Đặng hả? À, anh Đặng nè em. Khỏe không Thế? Dạ em khỏe, anh khỏe không anh? Hôm rồi em lên ở với ba lâu chưa? Dạ vui lắm, em qua đây mấy bữa vui lắm anh. Nghe hả? Em sao? Dạ mấy lần ở tù ra em tính ghé thăm anh đó chứ. Mới ở tù ra hả? Dạ. Ở lâu rồi hả? Dạ. Ra khỏi nhà tao mày. Ai vô nhà anh nó bảo nó anh kêu ra khỏi nhà tao mày. Đuổi phụng nó đi, đuổi phụ đi. Mày đi ra khỏi nhà tao nha, anh tao như mày. Tao nói mày á, thằng Thế mà ở tù ra đó, ra khỏi nhà tao. Ở bển cũng có thằng nào tên Thế mới ở tù ra. Trời, chắc tên con đẹp quá nên nó đặt đại trà đó. Có một lần nữa. Đuổi nó đi, đi ra đi mày. Không có ai hết trơn á. Tao nói mày đó, thằng Thế mở tù rồi đó, đi ra khỏi nhà tao ngay. Ủa, bộ con đuổi này, đuổi thằng Thế này á hả? Còn ba nữa, tôi nhờ ba coi nhà, ba hết chuyện rồi. Ba đem ba cái thứ đầu trộm đuôi cướp vô nhà tôi ở là sao? Bậy con, đừng có nói em vậy, tội nghiệp nó con. Dù gì đi nữa nó cũng là con của bác hai. Ngày xưa bác hai cũng đã từng giúp đỡ mình trong cái cảnh túng nghèo. Con đừng nói vậy, tội nghiệp em con. Tôi không cần biết bác hai nào ở trên. Tôi chỉ biết là thằng Thế mới ở tù ra thôi. Con ơi, biết là em nó ở tù mà con nhấn nhá chi cái chữ ở tù hoài vậy. Nó ở tù tôi nó ở tù chứ.
thì biết là nó ở tù. Nhưng mà bây giờ nó ra rồi, nó không có người thân, cha mẹ không có, anh em không có, nó cần người thân bên cạnh con à. Đừng có nói vậy em nó buồn tội nghiệp nó. Cứ cho là như vậy đi. Nó cần ba an ủi nó. Còn ba, ba cần nó làm cái gì? Cần chứ sao không cần con. Cần cái gì? Nhất là những cái lúc như vậy nè, tụi bay đi bỏ tao nhà có mình ơi nè, có tụi có thằng Thế ba cũng cảm thấy an ủi cho con. Ba, thời buổi bây giờ là thời buổi gì mà tại sao trong đầu ba cứ mang có những cái ý nghĩ nhà quê không vậy ba? Tao đâu có phải người thành phố đâu, ba là người nhà quê mà, thành thử cái ý nghĩ ba nó phải nhà quê. Nhưng mà con ơi, sau này con mà gặp hoàn cảnh giống như ba rồi á, con mới thấy cái ý nghĩ mà con cho là nhà quê đó nó sẽ về xuất hiện trong đầu con liền. Ba lầm rồi. Đối với tôi hả, có cũng được, không có cũng không sao. Gì vậy? Gì ồn ào vậy? Gì vậy? Má em kìa, nói chuyện với má em đi. Thôi thôi, đừng nói, đừng nói, đừng nói, tụi đây má, nó má. Má ơi. Má. Nó nói chuyện với bà kia. Ông vô duyên ghê, ông đâu bị chửi thì ông kêu tôi ra đây chứ không chửi chung. Má ơi, con nè má. Má có ở đó không? Có. Trời ơi má ơi. Con kêu má lên đây làm cái gì? Con đi con dặn má làm sao? Hả? Con kêu má với ba lên đây làm cái gì? Coi chừng nhà giùm vợ chồng của con. Sao má để cho ba dẫn ba cái thứ đầu trộm đưa cướp vô nhà con vậy hả má? Nào có. Ba con lắc hai cái tay nói là không có. Con ơi, có ai đâu con? Thì ở nhà có mỗi mình có má nè. Với lại có tía con. Với lại có con Ánh với thằng Thế, đâu có ai. Cái gì có con Ánh đâu đó hả? Ánh hả? Trời đất ơi má ơi, nhà con là nhà cao sang quyền quý chứ không có phải là nhà quan chết chủ mà ba má muốn đưa ai vô nhà thì đưa. Bây giờ hết trộm cướp rồi, bây giờ tới đỉ điếm vô nhà con nữa hả? Còn hết nói nổi má nữa rồi. Anh, em mới la má em á, anh la ba anh đi. Trời ơi, ba vừa làm ba chưa? Cái điện thoại nó nằm đây nè. Ba vừa làm ba chưa? Bây giờ ba má nghe cho rõ nè. Ba má lập tức đuổi thằng Thế con Ánh đi ra khỏi nhà tôi ngay. Con à, ba xin con cái này nghe con. Xin không có xin tiền đâu, đừng sợ. Xin gì ba? Con cho tụi nó ở trong nhà này khoảng 1-2 bữa nữa thôi. Chi vậy ba? Ba mừng đám cưới cho tụi nó xong rồi đi. Trời đất ơi, anh nghe chưa? Anh nghe ba nói chưa? Ba vô nhà, cho tụi nó vô nhà ở. Còn chính chuyện cho tụi nó cưới hỏi nè. Ba ơi, sao vậy ba? Ba má nghe cho kỹ, tôi không muốn nói nhiều nữa nghe chưa. Tụi nó một lần chót nha. Ba má lập tức đuổi thằng Thế con Ánh đi ra khỏi nhà tôi ngay. Còn ba đó, ba về quê luôn đi. Ôi trời ơi. Ông Đăng, ông vừa phải nha. Ông xúc xỉm tôi sao cũng được nha. Ông không chi tía hả? Tôi đá chết cha ông luôn á. Cái gì? Mày nói gì? Mày đánh ai hả? Thế mày nghe cho rõ nè. Mày không có tư cách gì nói chuyện với vợ chồng tao hết trơn. Giữa tao với mày là hai tầng lớp khác nhau. Tụi tao á là tầng lớp quyền quý cao sang, còn mày á hả, chỉ là cái thứ trôi sông lạc chợ mà thôi. Cấm mày hết. Trời ơi, ông ơi. Tao cấm mày nói thằng Thế là trôi sông lạc chợ. Nó có trôi sông lạc chợ, nó cũng còn tình nghĩa hơn mày. Miếng cơm của cha nó mày ăn còn dính ở kẻ răng kìa. Bây giờ mày dở giọng phản hả mày? Tao không ngờ tao có đứa con mắt dại như mày. Được rồi, tao sẽ dọn ra khỏi nhà này cho mày vừa lòng. Cảm ơn ba. Cho tía.
chị xui à? Dạ. Tôi với chị mà về quê đó thì hai đứa này ở trên này không ai lo hết. Tụi nó mồ côi mà chị. Thôi thì tôi tính vậy. Bao nhiêu tội lệ mà thằng Đặng nó bắt tôi thì tôi chịu cho. Nhưng tôi quyết định rồi chị Xuân. Tôi quyết định rồi. Chắc chắn đám cưới của thằng Thế và con Ánh phải được tiến hành. Ờ, vậy đi. Tức mình. Thôi dạ, ông biết sao mà ông làm như vậy? Đưa ba cái thứ. Thôi. Ba nhà ở không. Căng nhằn từ nãy giờ nhức đầu quá. Lại đây ngồi với em nè. Qua đây. Đừng có bực bội nữa. Hồi nãy giờ la là hai ông bà cũng sợ lắm rồi, dọn đồ về quê rồi. Nói không? Thôi không có buồn gì nữa hết trơn trời á. Qua đây làm gì? Qua đây là vợ chồng mình ăn Tết với con phải không? Phải vui vẻ lên, con mình nó mới vui được chứ. Đi qua đi lại cằn nhằn này, con mình nó về khuya nó ngủ nó thức dậy sao? Để nó ngủ một chút nữa. Uống miếng trà đi. Cho nó ấm. Uống đi mình, ngon lắm ạ. Mình sao đồ đạc mà đem theo được rồi, đem chi hai cái bộ lư làm chi cho nó chật cái vali mình vậy? Bà không biết gì hết trơn á. Sao? Tôi đem cái bộ lư qua đây á, để ngày Tết mình trưng lên bàn thờ, có không khí mình nhớ ông bà tổ tiên, hiểu chưa? Em quên, em quên, mình giỏi đó. Ai vậy đây? Đây ông xã quay qua dòm cái coi. Sao? Chà, qua bên đây con cái nó mua đồ ăn ngập mày ngập mặt. Nhìn cái mặt của mình nè, nó tròn giống hệt như cái tuổi của năm nay luôn vậy đó. Năm nay con gì vậy? Dạ, Đinh Hợi á mình. Bà lấy bà vô năm tôi thấy bà vô duyên. Chuyện thấy em với chồng vậy con. Thấy mình buồn bực, chồng cho mình vui vậy mà. Vẫn hoài. Danny? Yes? Where's my earring? I don't know. Oh, it's here honey. Thank you darling. Con mình nó vậy rồi. Thiệt đó nha mình. Em nó không có uổng tiền cho con mình nó qua Mỹ ăn học, mình thấy không? Nó qua đây có mấy năm mà nó nói tiếng Anh hả như gió vậy đó mình. Chừng nào mà nó qua Mỹ đó, dạ, mà nó nói tiếng Lào mới hay. Nó qua đây thì nó nói tiếng Mỹ như gió rồi. Mà sao kỳ thế? Nói gì cũng chẳng hỏng người ta. Hai mà. Ô con. Ừ, con. Ngồi đi con, ngồi đi con. Ba má qua mà không báo trước cho con biết trước gì hết trơn à. Mà mùa này qua như vậy là lạnh lắm. Trời ơi, má biết rồi nhưng mà muốn cho con bất ngờ, biết dạ không? Qua ăn Tết với con. Dạ. Nè, ba má có lạnh thì tăng cái máy sưởi lên chút xíu nha. À. Tụi con có mua đầy đủ cho ba má hết trơn á. Má lạnh lắm đúng không? Lạnh. Nhưng mà con thấy ba má qua như vậy tụi con cũng vui lắm. Với lại ba má cũng phải thông cảm cho tụi con là tại vì bạn gái con á không có nói được tiếng Việt á. Thật ra không có... Má hiểu mà, không dạ có gì đâu, có gì con dịch lại ba má nghe. Dạ. Ba má ăn gì chưa? Má chưa ăn gì hết á. Mình ăn gì chưa vậy? Tôi ăn rồi. Sao mình ăn mình không kêu em ăn với? Tôi ăn tối hôm qua. Tôi đâu có... Tập mất hỏng không bỏ à? Ba con chưa ăn. Con xin lỗi ba má. Tụi con có lo đồ ăn cho ba má rồi. Chà, giỏi vậy. Honey! Yes? Where the breakfast? Yes. Hello. Con Danny. Con xin lỗi ba má. Yes. Danny. Đẹp quá không? Do you still remember today we are going to Hawaii? I know. Your parents here. Who will take care for them? Alright. I bought everything for them. Don't worry, honey, okay? But they can't speak English. If your parents go out, they lost the way, go back home, so how? Oh my God, this is my parents, okay? I will tell them about that. It's okay. Danny, you talk with them. If your parents cannot take care of themselves, you have to stay at home. I will go alone. No, please, don't tell me about that, okay? Hay quá. Hay quá con. Nói tiếng Anh như là chim hót. Dạ. I could see about this world alone. Con. Hay quá con. Ba má vỗ tay gì? Khen tụi con nói tiếng Anh hay. Tụi con gây lộn á. Gây lộn hả?
Ờ, nhưng mà nghe lộn bằng tiếng Anh cũng hay. Cũng hay con. Bữa nào chỉ ba má đi con. Ê, ba má nghe lộn tiếng Việt hàng xóm để ý quá. Ba má à? Đúng rồi. À, con xin lỗi ba má nha, tụi con có con chuẩn bị đồ ăn cho ba má rồi nhưng mà không biết tại sao là bạn không. Thôi vậy được rồi, đừng có gây gỗ nhau mà, đừng có la lối nữa. Hurry. Con... Yes. Hurry up. Coming now. Con bình tĩnh lại. La nó. Good morning. Dạ, có đoạn sáng. Qua quanh kia, quanh kia cho hai bác cháu ngồi. Good morning, mom. Daddy. Good morning. Sư tư. Mình nó có con cái mà nói em vậy đó hả? Yeah, it's funny, okay? Don't worry. Trời ơi, ông ba con giỡn á, chứ má hiền lắm. Yeah. She say he okay. How are you today? Are you feel cold? Bạn có hỏi hôm nay má có khỏe không? Có thấy lạnh không á? Lạnh, lạnh lắm con, nhưng mà gặp tụi con này ấm lại liền à. Mom. Ăn đi bà. Ăn đi mình. Bà. Sao vậy con? Thì kêu, nó kêu mâm. Nó kêu mâm. Ăn nó mâm là mẹ. Trời ơi, nhả ra. It's okay, it's okay. Xin lỗi con. Ông không biết. Yeah. Ba ơi là ba. Daddy, you are funny. Mom, sometimes I'm and Danny talking so loud, but nothing happened. You don't worry, it's okay. Bạn con xin lỗi ba má, chuyện hồi nãy hai đứa tụi con có lớn tiếng với nhau mà ba má đừng có buồn nha. Không sao đâu. Con trẻ mà cãi nhau vậy mốt hết hà. Ba má thôi. Yeah, mom, I cook some breakfast for you. Yeah, daddy, I got pizza. Yes. Beef steak. Yes. And noodle soup. Yes. Daddy, what would you like? Yes. Mình nghe tiếng Anh hết vậy đó hả? Yeah. Mình con nó nói gì vậy? Anh nói lại cho em nghe chứ em có biết gì hết trơn á. Yes. Em biết là mình biết rồi. Nhưng mà con nó nói cái gì mình nói cho anh nghe chứ. Thì nó nói là gì mình? Yes. Em biết rồi. Nhưng mà nó nói cái gì vậy em không hiểu. Thì nó nói là Danny dịch con. Không biết thế nào cũng tới con mà. Má đây là đồ ăn sáng của ba má. Đây là pizza, bistec, noodle soup. Ba má muốn ăn gì? Ủa, con dịch chưa? Dịch chưa con? Dạ, con xin lỗi. Pizza, bánh ở bên Việt Nam kêu là bánh pizza. Bánh pizza tròn mà. Biết, má biết. Cái này bistec là thịt bò bít tết á. Rồi, má biết luôn. Noodle soup là... Là gì con? Nuôi mì gì cả, nấu theo kiểu Ý á mà. Rồi, má biết. Thái là soup. Chẻ là nãy qua đó. Daddy, please. That for you. Cảm ơn con. No, thank you. Tôi xin lỗi bà má. Oh, hi Tommy. Yeah, how are you today? How is it? I'm fine. Is it good? Oh really? You came here? Thank you. Okay. Oh, no, I'm sorry. Enjoy. Okay, wait a minute. Okay. Yeah. Okay. Thank you. He came here. Come here. Huh? Yes. Ba má, con xin lỗi ba má. Excuse để con vô sửa soạn đồ đang đi du lịch chơi mà. Okay. Đi du lịch hả con? Đi du lịch khỏi ăn. Tụi mình đi du lịch. Một tí ăn sao mình? Ra sân bay ăn. Bận đồ sẵn đỡ quá. Để em chỉnh coi. Sao? Vỗ tới không? Được, vỗ tới chậm ừ. Xong. Đó là mình em sao? Được. Đẹp lắm. Oh. Honey. Yes. You buy some fruit for them? Yeah. Daddy, I know you like banana. Trời đất ơi, con ở bên Mỹ mình cũng có cái khu du lịch banana đó hả con? Trời ơi, khu du lịch banana hả con? What's banana? Bạn con nói banana kìa. What's banana? Mom, huh? You also like banana? Oh my god. Đó. No. Ở đây là không có cái khu du lịch banana gì đâu nghe. Banana là... Là gì con? What's oh my god. Là gì? I forget. Là cái trái. Trái gì? Trái gì con? Ba nhớ hồi đó ba dẫn con đi học bơi á. Ừ. Đứng trên cái hồ á, cà nhảy là gì? Mình nhớ không? Nhảy. À. Chui xuống. À yes.
trái chuối. Oh my god. Oh, I'm sorry. Banana, Vietnamese, chuối. Oh. Okay. Yeah. Công nhận bà hay. Dạ dạ. Có trái chuối à. Mà bà đưa vô nguyên khu lịch, khu du lịch Bà Ná luôn. Bà má. Không có biết mà. We are late. Okay, wait a minute, okay. Ba má à, bây giờ ba má ở nhà, tụi con phải đi du lịch chơi với bạn. Đâu. Ba má phải đi chung với con chứ. Mình xách cho con đi mình. Ủa, đâu có đi chung được. Danny. Okay. Trời ơi, con đừng có lo, mình có tiền mà, có gì mình ra mua vé là đi được liền. Ba má qua đây là để chơi với con biết không? Con biết mình có tiền, nhưng mà bây giờ đang cái mùa này á, mình khó đặt vé liền lắm bây giờ lắm. Má hiểu không? Không có sao, có tiền là đặt vé được hà, con đừng có lo. No, má nghe con nói nè. Sao? Tụi con đi chừng khoảng một tháng tụi con về thôi. Danny. Ba má qua đây là ở chơi với con một tháng. Một tháng con thôi đi con. Du lịch một tháng là sao? Ba à, con biết rồi, nhưng mà tụi con quen nhau biết bao nhiêu lâu, nhưng mà tụi con chưa biết được cái mặt Hawaii đó là sao hết trơn á. Ba má cũng không có biết. Ba má không biết luôn con. Nhưng mà ba má sẽ đi sao? Danny, ok được không? Danny. Con hứa về chơi trước một tuần chơi chung với ba má, ok? Mọi thứ con cũng mua hết rồi. Ở nhà ba má có buồn, ba má có gì coi TV, có rất là nhiều đài, ok? Con Let's go. Con đi ba ơi. Con nói nói cho ba má đi với. Mom. Ở đây. Ok, you enjoy at home, ok? You take care yourself. Nè. Daddy, I will be home soon. You take care for mom, ok? Cái gì? Goodbye. Nè. Ê, con. Danny. Oh. Đó, thằng này nó giỡn con. Đi hả con? Sorry, con xin lỗi mà. Dạ. Đây, con xin lì xì thôi, cho ba. Lên okay. Mấy bài rồi ấy, lì xì chi nữa con má. Mình lên ngồi đi chơi mà. Ồ, thông, tụi con đi thôi. Ba má bây giờ có tiền rồi, ba má cứ muốn mua gì cứ việc thoải mái mua. Nhưng mà tuyệt đối là đừng bao giờ đi ra đường nha. Tại vì ba má biết sao, ở đây á, ít người Việt lắm. Mà bây giờ á, tuyết nó đang nhiêu đây nè. Ba má đi đâu đường lỡ có chuyện gì tụi con không biết sao mà phải tính hết trơn á. Vậy ba má phải ở nhà hả con? Con sẽ về sớm chơi một tuần với ba má, ok? Con. Bye mom. Bye đi, khum xuống chút xíu đi. Ok, goodbye, see you later. Con trai. Cái tiền này á, là nó mướn tôi với bà coi nhà em, nó chứ được xì cái gì. Only one magazine stands alone, SI. Braving any obstacle, surmounting any. Trên đất lành cùng vui đất nước bình yên, vui chung mái nhà nhà êm ấm lúc hoàng hôn. Ngày qua nắng sớm chiều hôm, chăm lo cây cày đồng xanh lúa vàng. Đi chơi ai ơi mấy chung tình. Khóc cái gì? Khóc cái gì? Hả? Trời thay nắng trôi bình minh, non sông nước Việt đẹp xinh, bát ngát đồng xanh. Mình phải về thôi. Nghe sông Thái Bình Dương. Mình về thôi. Em dạ. Về tình thương. Tình thương trên đất lành cùng vui đất nước bình yên, vui chung xong mái chưa? Nhà trời ơi, gì mà sắp sửa à? Ôi dữ trời. Xong chưa đây? Xong chưa? À, cái gì vậy? Anh Xuôi, ở nhà có mình tôi anh nó cứ làm tôi hết hồn. Bà mới làm tôi hết hồn. Sao? Nghĩ sao đám cưới người ta bà quất cái áo đỏ lè còn chữ song hỷ to tổ lái trước ngực à?
đám cưới con chứ không phải đám cưới bà. Biết rồi. Tôi nói bà nghe nè, rần rần ha, tính 5 ngày trời rồi đó. Tôi sinh nó có 2 ngày thôi mà bữa nay 5 ngày rồi. Bà cũng chưa lo xong, bây giờ có áo cưới cho nó chưa? Sao biết không xong? Trời ơi trời, tôi lục tung hết nguyên cái tủ quần áo nó luôn. Cuối cùng quất được bộ đồ đẹp hết biết luôn. Đi mai hả? Cậu dám mai đâu, nghĩ sao mai có ra được khỏi nhà đâu mai cha. Chứ ở đâu? Quần áo của con Phụng á, tôi lục hết lên. Giỏi, giống tôi lấy cái áo vest của thằng được Đạo toàn thế mặc. Vừa ý thính. Vậy heo, à, vậy sao xong chưa, sao chịu kêu nó ra đi, kêu nó ra đi. Hai đứa à, xong chưa kìa. Anh ơi. Ra đi coi, nào ông đâu đẹp hết hồn luôn. Đẹp dữ lắm. Đó. À, thấy cái áo nó bận vừa không? Vừa chứ, đẹp quá. Vậy, đưa vậy, ra vậy cho nó vừa, đưa ra. À, đó, vậy nó vừa. À, đẹp chưa? Bước ra đây chưa? Coi, đó, con dâu ta đâu? Cho coi coi. Đẹp quá. Đó, nó sưng sưng, dễ thương. Bà giang ra. Sao vậy? Nè, cái bức tranh đẹp của người ta hết. Trời ơi, con dâu tôi nó đẹp thấy ớn không? Lên đèn đi. Năm ngày coi chừng nó về bất tử thấy bà. Lên đèn lẹ lẹ thế hả? Lên đèn đi con. Rồi nhanh. Rồi chưa? Đây nè, bây giờ tôi đang lên đèn đây. Rồi làm gì tay chân run dữ cha. Mừng run. Nhanh tí để ông về cái tí. Cái gì vậy? Dọn đồ. Nói tí làm sao bây giờ đi rồi. Để đó. Ai vô cho con chờ. Dạ, chào bác. Đi đâu đi cả bầy đây? Dạ, đi ăn đám cưới. Nhà này đám cưới ai ở đây mà đi? Có, đám cưới thế mà. Nhà này nhà thế hồi nào? Nhà này nhà của con tao. Nhà thằng Trọng, không phải nhà thằng Thế. Thằng Thế nó không có ở đây. Nó không có đứa nào tên Thế. Ủa sao kỳ ta? Thằng Đặng gài mày về phải không? Đừng qua mà đừng tao nó mày. Thằng Đặng đâu? Dạ đây, thằng Đặng đây. Mày mở mặt ra coi, mày dở ra coi. Mày về đây mày còn trùm đầu trùm. Dạ, chào bác. Tụi đâu phải. Đó, Đặng đó. Đặng với tụi con là chung tập đoàn xe ôm như thế đó. Dạ dạ. Ủa xe vô nhà trùm đầu chi mày? Tại con bị mày đai nên ra gió không có được bác. Dạ, thì rồi. Ra là vậy. Bạn thấy ăn. Dạ. Vô. Dạ. Quen đó đi. Trời ơi, làm hết hồn hết vía. Ôi, bạn của anh kìa nè hả? Trời ơi, đông vui quá. Làm hết hồn. Để đỡ đi tiếp, để đỡ đi. Rồi, lên đèn. Lên, tắp nhang. Cái gì nữa? Dẹp đồ. Đi vô đi. Trời ơi, để tao dọn cho, đi vô nấp kỹ nha. Chết mẹ, cú này dính rồi. Thoát một cú thôi chứ. Cuộc đời đâu hên hai lần. Dạ chào bác. Đi đâu đây? Dạ bác ơi, cho con gặp chị Ánh đi bác. Nhà này không có đứa nào tên con Ánh. Dạ không, rõ ràng là hỏi đây nhà của anh tới ăn đám cưới mà bác. Các cô đã sai rồi. Các cô đã tìm lầm địa chỉ rồi. Dạ nhà không. Này nhà của con Phụng con tôi đó. Dạ không. Bác. Con Phụng gài tụi bay về phải không? Dạ không có. Con Phụng đâu? Dạ con đây. Dạ con Phụng đây. Mày không phải con Phụng. Dạ con dạ Phụng, nhưng mà con là Phụng chết rạ. Mày bịt miệng là bị cháy rạ hả? Dạ. Tụi bay là gì của con Ánh? Dạ, tụi con là bạn hàng của Ánh đó, bỏ mối hành ngò bát tê với Ánh đó. Vậy hả? Dạ. Vậy là mừng rồi. Nhưng mà cuối cùng suy nghĩ con tôi với con bà chơi toàn thứ bệnh không? Thằng chồng thì chơi mè đai, con vợ chơi cháy rạ. Sau này tụi con ráng đẻ ra một số con cái nữa để tìm một cái bệnh gì đó chơi với nhau luôn ha. Anh quen bạn con. Ủa, quen à, vô. Ủa bạn hả? Trời ơi, trời ơi, tụi bay đứng cho tao đứng che tao hết. Trời ơi, đây. Trời ơi, đứng cho tao đứng hết. Trời ơi, đứng thì che tao được. Trời ơi, không có che đâu, bà đứng đâu cũng hực sáng một góc trời. Đây đi. Rồi, lên đèn.
Mấy mấy đứa đứa đứng đàng hoàng mày làm lên đèn con. Đây lên đèn. Dạ. Đây đây đây. À, hai đứa con, còn đây tôi cây bà cây. Dạ. Anh cây em cây. Dạ. Giữ mức độ. Đám cưới con chứ không phải đám cưới mình. Dạ. Suy nghĩ viễn vông. Lẹ lẹ tía, để ông về tía. Rồi. Rồi xong xong. Tới tới hai đứa. Lại 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 lại. Lại. Chưa chưa, từ từ nghe tao hô đã chứ. Từ từ nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường nè, phu thê gia quay, chưa chưa chưa, bạn bè giao lưu, như vậy nó mới có trình độ. Không lẽ để cho bạn bè đứng không? Rồi xong xong, tới 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 đây ngồi, tới đây ngồi. Ngồi 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 đi con, ngồi đi con. Tới đây ngồi đi. Đây là quà của mấy đứa nhỏ tặng đây phải không? À, lần sau đừng tặng quà nha, lần sau đi tiền đi. Ê, sao không có tặng quà má má? Không có lần sau, một lần là thôi. Vui quá rồi, nó quýu rồi. À, xong. À, bây giờ là vậy. Bây giờ tía muốn nói với tụi con một cái vậy. À, bữa nay tía vui lắm. Hai đứa con thắp nhang trên bàn thờ, coi như là hai đứa đã thành vợ thành chồng. Tía cũng không biết nói làm sao với tụi con. Thôi thì tía có vài lời như vậy. Đám cưới nó đơn sơ bởi vì hoàn cảnh. Tía chỉ muốn sau khi thắp nhang lên bàn thờ rồi, hai đứa là vợ chồng rồi, thì phải ráng yêu thương nhau, giúp đỡ cho nhau, nương tựa nhau mà sống. Vú với lại tía con lên Sài Gòn kỳ này không biết còn cơ hội để lên nữa hay không. Bình tĩnh, bình tĩnh. Phải biết ngăn, phải biết ngăn sự xúc động. Hai đứa con đều là mồ côi, ráng nương nhau mà sống. Đừng khóc, đừng khóc. Tía ơi, ngày vui mà tía. Đừng chảy nước mắt. Đáng lý ra đó tía phải đưa hai con về quê, nhưng vì hoàn cảnh giờ trong túi tía không còn đồng nào hết. Tía thôi, tôi biết ngăn là sẽ xúc động, tôi biết kiềm chế. Thôi tôi nói không được, chị xui nói đi. Thôi được rồi, để tôi nói cho. Ông không biết kiềm chế gì trơn à. Hai đứa. Dạ. Bây giờ á, vú xin tiếp lời với lại tía con. Vú chỉ nói hai điều ngắn gọn thôi, rất là xúc tích. Các con, các con phải biết. Ui. Trời ơi. Ôi mà đám cưới nó mà. Má kìm lại, má đừng có khóc mà má. Thôi, cũng hai người khóc á. Hồi nãy tôi từ từ tôi trào ra nó được rồi. Kiềm chế làm chi rồi chờ thời gian nó hòa vỡ. Tôi xin lỗi, tôi ngăn không được xúc động. Thôi, vú xin nói giờ vậy. Nói đi. Các con ơi, các con sống á là phải biết yêu thương nhau, phải biết nhường nhịn với nhau. Dạ. Phải sống trung thủy với nhau. Mình sống làm sao á mà trước mình sao, mình sao, mình sao, mình sao, trước. Ủa vậy làm sao lại làm sao, làm sao, làm sao? Làm sao? Văn từ lại đi hết. Má cũng chụp được ấy chứ. Chụp được từng chữ cái nhưng ráp sai thôi phải không? Bà nghĩ sao ạ? Ý bà tôi hiểu rồi. Trước làm sao thì sao làm vậy? Ờ đúng rồi đó, ý tôi muốn nói vậy đó. Ý mà bà quên một người trước sao, sao, sao là sao, là sao? Mai không có một người nhanh trí như tôi là chết cái câu này liền. Thôi ngưng lại đoạn đó đi. Điều tía muốn nói với hai con bây giờ đó là tía chỉ muốn hai đứa sau khi đã là vợ chồng rồi thì dù giàu hay nghèo cũng phải biết yêu thương nhau. Sống trên đời này đồng tiền nó cũng cần, nhưng cần nhất là tình nghĩa. Tiền con có thể làm được, nhưng tình nghĩa khó tìm lắm con. Nhớ ráng nương nhau mà sống. Và nhớ là phải biết tình, biết nghĩa, nghe chưa? Dạ nhớ. Đó, thì... Ủa tụi con đã nói cái gì đâu, tía? Tía nào trả lời? Trả lời đi.
Dẫu nghe xa xôi lắm nhưng chỗ, mà chỗ có đám cưới đừng có giỡn nha. Bà nói đi, tôi nghe hơi này quen. Các con ơi, các con sống ở đời phải có cội nguồn nghe con. Phải có ông bà cha mẹ, những người sanh thành ra mình. Dù như thế nào đừng bao giờ quên cái phận làm con. Nhớ chưa con? Nhớ dạ, chưa? Nhớ. Dạ nhớ. Rõ. Hơi này quen quá. Nghe nữa nghe ông. Hồi nãy mấy con mắm đù này vô có đóng cửa không? Chết mẹ rồi. Lúc này vậy là sao? Vậy là sao anh Xui? Ai biết ở đâu? Chết tôi rồi sao kỳ vậy trời? Không lẽ nó nào nó về đâu? Nó về nào sao nó về nào? Đi đi chạy đi. Trả áo vô luôn ơi. Cởi ra. Chạy đi mày ơi. Chạy đi. Không ai được đâu hết. Cái gì vậy? Ba má. Con mời ba má lại đi. Cho tụi con nói chuyện. Đặng ơi, má xin lỗi con. Má ngồi đi má. Má xin lỗi con má. Má không phải vậy. Má ngồi đi. Má không biết gì hết. Tất cả mọi chuyện cho chắc. Bây giờ chịu lộ mặt rồi đó hả cô em? Hèn. Tôi không ngờ bà hèn như vậy. Tôi hối hận khi làm xui với bà. Mà cũng may trời thương người ở hiền. Nếu không tôi đã siêu lòng với bà rồi. Trời anh xui. Nó về đúng lúc quá. Anh ơi. Trái nhà. Con này không phải con chuột rồi. Nó ghê hơn con chuột. Được rồi. Bà không chịu, để tôi chịu cho. Bây giờ tao ngồi đây nè. Mày muốn giết, muốn chém, muốn mần gì mần đi. Dạ, dạ thưa ba. Dạ thưa má. Dạ thưa tía. Dạ thưa vú. Mấy ngày qua vợ chồng con qua bên Mỹ đi ăn Tết với con trai của con á, thì nó cũng theo bạn bè bỏ vợ chồng con đi chơi à, để có hai vợ chồng con ở nhà có một mình. Tự nhiên con nhớ đến tía với vú. Tía với vú có dặn vợ chồng con á là Tết nhất mỗi năm gia đình được đề huề, vậy mà vợ chồng con lại bỏ tía với vú ăn Tết ở nhà có một mình. Con xin lỗi tía với vú nhiều lắm. Con bà nó uống lộn thuốc rồi. Dám đâu. Hai đứa nó sò như hai con cò. Dạ. Thưa Tú, thưa Día. Tía vú. Dạ thưa tía, thưa vú. Dạ những ngày con sống ở bên Mỹ với lại cháu nội của tía, con mới biết thế nào là tình ruột thịt. Hôm nay hai chồng con về đây là xin tía vú tha lỗi cho hai vợ chồng con. Dạ con xin quỳ xuống đây để xin lỗi với tía vú. Hai đứa uống chung hũ thuốc. Tao bị lừa hoài. Đừng có giả nhân giả nghĩa. Tao sợ lắm rồi. Không có đâu. Tía nói thiệt mà. Thôi dẹp đi. Thôi. Con thiệt lòng không mà. Không có đâu mà vú. Tía. Tía tin vợ chồng con đi. Được rồi. Thế ở đây. Đặng ơi đừng đánh em. Mày quánh nó tao quánh chết cha mày. Đặng ơi đừng đánh em. Đi qua đây. Đừng mà Đặng đánh em Đặng. Có tao. Nó không có dám mặn gì mày đâu. Không có đâu. Dễ gì? Không sao đâu tía. Hồi đó ngoài giang hồ con bị người ta quýnh hoài à tía. Mù vậy mà cũng phe à. Đừng có đánh em mà Đặng tội nghiệp mà Đặng. Không có làm gì đâu. Thế anh ơi em xin anh đừng có đánh chồng em. Có đâu. Chồng chị không có đánh chồng em đâu. Em đi ra đi. Để anh không sợ đâu. Giờ anh muốn gì nói đi. Thôi con. Anh nói chứ. Con này cũng dữ dằn. Trời có sao không? Có sao không vậy? Không biết nữa sao nó đi không được. Ủa sao mày? Tao thấy cái thằng chỏ không chừng đi ra mà bớt. Tới giờ này mà vẫn còn xạo. Quánh trên lưng mà đau cái chân là sao? Đúng rồi. Mấy xả trên này không. Cũng cái quyệt tía. Tía dẫn nó đi báo bộ đi nghỉ với ai rồi. Không phải xạo à. Nói không phải bình thì nó mới vỗ cái mày té.
Cứu yếu thì ốm gì giang hồ. Qua đây. Thôi được rồi, để anh dìu em qua vậy. Ui da, anh nắm mạnh quá. Vừa vừa á, anh bỏ bỏ. Sao giống công công quá. Qua đây, qua đây. Đó, đây. Đây anh nói cho em nghe. Trước hết á, thì anh xin lỗi em là cái vụ hôm bữa trên điện thoại anh có hơi lớn tiếng với em. Ừ, cho anh xin lỗi. Đó, em tha lỗi đó. Cảm ơn em. À, chuyện thứ hai là anh cảm ơn em trong thời gian chị đi nước ngoài thì em đờ lại đây chăm sóc cho tía vú. À, một lần nữa anh cảm ơn em và để chuộc lại cái lỗi mà anh đã làm với em. Thì bây giờ anh đề nghị là hai chồng em sau khi đám cưới cứ dọn thẳng vô nhà anh chị ở. Trời được thôi, đó mình. Em không có dám đâu anh ơi. Mà không có ý anh vậy mà. Anh xây cho em cái phòng riêng nha. Được, xây một phòng riêng. Nó gắn máy lạnh nữa đó. Nó đang chịu đó, xin luôn cái hồ bơi cắm luôn. Đòi được rồi cho đáng. Được rồi, hồ bơi máy lạnh gì anh cũng làm hết. Cái bồn tắm có massage. Được. Anh chạy không đâu, về mệt anh nằm đó cho em massage. Thôi được rồi. Anh mặc áo cho em chứ. Rồi đây, áo này của anh nè, đó, cho em luôn đó. Trời ơi, nãy quăng cái chống mặt. Cho nó, phải cho nó tìm đi sửa đó, hơi bị dài. Mố anh mai áo là phải ngắn ngắn đến đây em mới bận đó nha. Được rồi. Anh qua đây. Đám cưới của tụi em thì anh chị cũng gấp gáp quá, không có chuẩn bị gì hết trơn á. À nè, chị có món quà. Coi như vợ chồng chị gửi cho vợ chồng em chúc mừng hạnh phúc nha. Em cảm ơn chị. Anh ơi. Vậy đó, vui đó. Chị em cho vợ em nguyên cái nhẫn luôn, anh cho em cái nào không? Tự giác đi, đừng để người ta phát giác. Cái có học xoàn á. Còn đòi hỏi quá đáng. Đồ thiệt đó. Đồ thiệt đó, chứ không phải đồ giả đâu, đeo cho em đi. Dạ, đồ đá, đá, tốt đó. Đó, con đồ thiệt đó mày. Dạ. Ánh mắt mày mày cứ nghi ngờ không à. Con đeo đồ giả bị dị ứng. Đó, đồ này đồ thiệt mà con. Cái này tía biết mà, không phải đồ giả đâu. Cái này đá non nước mà. Rồi, rồi tí nữa có trả lại không anh? Ừ, bây giờ khỏi trả, mày vô trong trả lại. Trả đi, không trả không yên với nó đâu. Con tao đẻ tao biết mà. Dễ gì ăn. Bây giờ xin phép tía vú đi còn gọi điện thoại chú nha. Ê, coi chừng nó kêu công an đó. Tao biết ngồi gài mà. Mày nó gài. Trả nhẫn rồi đi. Trời ơi, không có đi. Không có em à. Bình tĩnh, bình tĩnh. Trời đất ơi, tía ơi, chứ làm gì vậy? Mình gọi cho ai vậy? Mày gọi công an. Đâu có gọi công an. Mình gọi cho ai? Gọi cho nhà hàng tiệc cưới. Trời, nhà hàng tiệc cưới tía. Gọi nhà hàng tiệc cưới mà bà răng răng à. Ông quá, ông coi lại ông đi. Lôi chơi à. Để mình suy nghĩ coi. Tôi. Dạ rồi mà. Alo, phải nhà hàng tiệc cưới không ạ? Dạ dạ dạ, làm ơn cho đặt gấp hai bàn. Dạ dạ. Mình anh ơi cho đó. Hai. Chỗ đó có văn nghệ giúp vui hả anh? Dạ anh nhớ mời cho được nhóm kịch Nụ Cười Mới á. Dạ mời cho được Hoài Linh nha. Tôi thích chào. Coi thằng đó thấy gớm lắm. Cảm ơn anh nha. Dạ. Nó xương không coi gì. Kêu thằng nào mập mập ví dụ như Chí Tài đi. Vui là phải không? Dạ dạ dạ. Vậy tao mới vui. Tao lên ăn Tết lắm chứ phải được vậy chứ phải không? Vậy từ đây anh em tụi bay yêu thương nhau vậy là vui rồi. Dạ. Bà Giang đang quánh bà đó. Dám đi giận không? Dám không? Dù cuộc đời còn nhiều lo toan, những hơn thua đem ghét ưu phiền. Bạn ngày nhớ luôn nở nụ cười trên môi. Bạn sẽ thấy yêu đời và những hơn thù tan đi. Nụ cười mới giúp ta yêu đời hơn. Nụ cười mới xóa tan bao buồn lo. Nụ cười mới ban câu ca vui khắp mọi nhà. Nào bạn hỡi hãy cùng chúng tôi. Mọi nhà nào bạn hỡi hãy cùng chúng tôi vui cười đêm.